Tận thế tân thế giới chương 94, giao dịch với mỹ nữ. Các huynh đệ, ta đã đánh rớt súng của cô gái nhỏ này rồi, tóm lấy cô ta. Trần Uy cười dữ tận, công phu ném đá chỉ cần luyện tập là có thể ném rất chính xác. Trong vòng 10 mét có thể ném vào nơi mong muốn không trượt phát nào, mà viên đá gã ta ném lực đạo càng mạnh. Gã ta muốn xem nữ nhân xinh đẹp này có thể làm gì khác nếu không có vũ khí của mình. Thích đình đang xếp hàng bên kia, ngay từ đầu đã có chút bất an, đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng súng khiến tim cô loạn nhịp. Hướng đó không phải là hướng lều của họ sao? Thích Đình lập tức thoát ra khỏi hàng dài chạy trở về, vài phút sau cô nhìn thấy Diệp Tử Hân bị vài người bắt đi, Thích Đình trong lòng quýnh lên cũng bất chấp rất nhiều vội vàng vọt tới. Khu vực dành cho người tị nạn bên ngoài điểm tập kết của Vinh Trấn cứ vài ngày lại mở rộng. Ngô Minh hôm nay đi ra ngoài săn một chiến binh thổ dân khác, chủ yếu để kiểm tra sức mạnh của A Mổ sau khi tiến hóa. Lần này anh chỉ dựa vào răng hàm và nhị nha cộng với thạch bì hộ thể của a Mổ để hoàn thành cuộc săn. Hiệu quả mà thạch bì hộ thể cấp 1 mang lại là rất rõ ràng, răng hàm và nhị nha may mắn được ban phước, thạch bì hộ thể rất dũng mãnh, đã có thể đọ sức với chiến binh thổ dân lẻ loi. Phải biết rằng chiến binh thổ dân là sinh vật cấp 2, Trăng hàm và nhị nha làm được điều này không hề đơn giản. Ngoài ra, Ngô Minh còn có những thu hoạch khác. Hôm nay anh mới phát hiện ra rằng răng hàm và nhị nha thực sự có thể ký sinh trên cơ thể chiến binh thổ dân. Trước đây Ngô Minh đã để răng hàm và nhị nha ký sinh vào những con quái vật khác nhưng đều thất bại, lần này anh chỉ định làm thử nhưng không ngờ lại thành công. Chiến binh thổ dân bị giết ngày hôm nay đã được răng hàm ký sinh thành công và biến thành một trùng nhân chưa từng có, cường đại vô cùng, cái đầu cao hơn so với trùng nhân cấp 2 bình thường, lực lượng còn lớn hơn nữa, đây cũng do nguyên nhân chiến sĩ thổ dân là sinh vật cấp 2. Đây chắc chắn là một điều bất ngờ đối với Ngô Minh, theo quan điểm hiện tại, hắn ta có thể điều khiển sinh vật cấp 2, cho dù sinh vật cấp 2 không thể sử dụng sức mạnh của thẻ bài, nhưng chỉ với cơ thể đó cũng đủ để giết tất cả các sinh vật cấp 1. Đây là khoảng cách giữa các cấp độ. Ngay cả thiết tượng chất lượng màu cam trong số các sinh vật cấp 1 cũng hơi kém hơn so với chiến binh thổ dân này trong trận đấu một chọi một. Chính vì nguyên nhân này, ngày hôm nay Ngô Minh đã tốn rất nhiều thời gian để lấy lại một chiếc xe địa hình, chỉ có điều khiển xe địa hình mới có thể miễn cưỡng chở được con vật khổng lồ này. Bây giờ răng hàm đã trở thành sinh vật nô bột mạnh nhất của Ngô Minh. Biết rằng bỏ ký sinh có thể ký sinh vào chiến binh thổ dân, Ngô Minh đương nhiên nghĩ đến chiến binh thổ dân đầu tiên mà mình săn được, nhưng năm sáu ngày trôi qua thi thể của chiến binh thổ dân đã biến mất, có thể nó bị quái vật khác kéo đi cũng không chừng. Ngoài ra, Ngô Minh cũng muốn xem nữ nhân đó có còn ở đó không, nhưng hắn ta đương nhiên không tìm thấy gì, theo tốc độ bình thường lẽ ra đối phương đã đến điểm tập kết ở vinh trấn có vẻ như phải tìm gian trì giúp đỡ với sức mạnh và nhân lực của hắn không khó để tìm thấy nữ nhân đó ngô minh vừa nghĩ vừa đi xuyên qua đám dân tị nạn hôi hám bỗng nhìn thấy một nhóm lớn người xung quanh trước mặt hắn ta có vẻ như đã có một cuộc chiến chuyện như thế này hầu như ngày nào cũng xảy ra trong trại tị nạn ngô minh cũng không ngạc nhiên ở giai đoạn này chỉ cần một cái bánh quy cũng có thể gây ra ẩu đả chỉ liếc mắt nhìn qua hắn ta lập tức đạp phanh. Bởi vì anh nhìn thấy nữ nhân đeo viên ngọc bích cùng với nữ vệ sĩ của cô ta lúc này đang bị một đám đông người vây quanh, hai bên đang dương cung bạc kiếm nhưng hiển nhiên hai nữ nhân rõ ràng yếu thế hơn rất nhiều. Hán Ngũ và Trần Uy lúc này đang dẫn đầu để bao vây Diệp Tử Hân và Thích Đình, mặc dù hai nữ nhân này có phần vượt quá dự đoán của bọn chúng nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Đặc biệt là nhìn thấy hai nữ nhân một người có mái tóc dài bồng bềnh mềm mại quyến rũ người còn lại có mái tóc ngắn lông mày lạnh lùng dung mạo tuấn mỹ cả hai đều vô cùng xinh đẹp khiến cho hán ngủ và trần uy trong lòng sao động không thôi so sánh với bất luận cái gì nam nhân đều thích đồng thời ở trên giường chinh phục một đôi hoa tỉ muội hoàn toàn bất đồng rắc rối duy nhất là bên kia có súng trong tay và nữ nhân tóc ngắn có vẻ là một thức tỉnh giả nếu như chỉ là hàng ngũ, nói không chừng lúc này đã rút lui nhưng Trần Uy là thủ hạ của Kim Lão Đại, bản thân cũng là một thức tỉnh giả, thậm chí không thèm để ý súng lục và nữ thức tỉnh giả. Mọi người vây quanh hai nữ nhân này. Họ không có nhiều đạn trong súng, chúng ta sẽ xem họ sẽ làm gì sau khi hết đạn. Dù là ai giúp ta bắt sống hai nữ nhân này, ta sẽ thưởng cho 20 cân thịt chuột. Trần Uy ở bên cạnh gầm lên, phần lớn huynh đệ của hán ngũ đều là những người tị nạn ăn bữa hôm lo bữa mai. Ở thời đại này mà một vài cái bánh bí quy có thể tiêu diệt một mạng người thì 20 cân thịt chuột tương đương với một khoản tiền khổng lồ, một số người tị nạn đang xem cuộc vui cũng tụ tập xung quanh vào lúc này, có vẻ như họ đến với 20 cân thịt chuột, chính cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi, trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Diệp Tử Hân lúc này đang ôm lấy Thích Đình, khẩu súng lục của cô ấy đã bị hất sang một bên từ lâu, mà trong súng của Thích Đình chỉ còn ít viên đạn nhưng lại có hơn chục người xung quanh các nàng căn bản không thể trốn thoát. Giờ phút này, hai người bọn họ có thể nói là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, cho dù thích đình là thức tỉnh giả, một mình cô cũng không thể sánh được với nhiều người như vậy. Đình tỷ thà chết chứ không để đám thú vật này thành công. Diệp tử hân ôm chặt thích đình bên cạnh, tuy rằng trong mắt đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng có một tia giải thoát. Rõ ràng với tình hình hiện tại, các nàng tuyệt đối không thể đi ngàn dặm đến thủ đô, bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy thà chết còn hơn bị đám đàn ông hôi hám này sỉ nhục thích đình cũng có vẻ lo lắng cô đã thấy nam nhân xăm trổ đang ra lệnh ở phía đối diện cũng là một thức tỉnh giả và gã ta thậm chí còn mạnh hơn cô điều quan trọng nhất là bên hông đối phương cũng có một khẩu súng đối phương không bắn nhất định là muốn bắt sống chính mình và diệp tử hân như diệp tử hân đã nói nếu cô thực sự bị những người đàn ông này bắt được thì cô sẵn sàng lựa chọn cái chết đúng lúc này thích đình đột nhiên nhìn thấy đằng xa có một người xuống xe địa hình đi về phía bên này cô cũng nhận ra người này tử hân nhìn xem chính là người đó thích đình thì thào lập tức diệp tử hân cũng nhìn qua nàng đối với người này rất có ấn tượng cho nên nhìn thoáng qua liền nhận ra hai người đều biết người này có sức mạnh như thế nào chiến binh thổ dân mạnh mẽ đều bị người này giết chết nếu có thể giúp đỡ các nàng giải vây thì không cần tốn chút sức nào nghĩ đến đây diệp tử hân hai mắt sáng lên nàng ta lập tức hét lên n nhân tiên sinh tôi còn có viên ngọc bích mà ông muốn cứu chúng tôi với diệp tử hân vội vàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nàng rất thông minh tự nhiên nhìn ra lần trước ngô minh rất quan tâm đến mặt dây chuyền ngọc bích của mình nên lúc này mới vội vàng gọi cầu cứu hy vọng đối phương ra tay thực ra dù nàng không hét thì ngô minh cũng sẽ giúp anh xuống xe vốn muốn làm như vậy chưa kể vừa nghe nói nàng ta có loại ngọc bích có thể khiến a mổ tiến hóa ngay lập tức ngô minh bước tới đá văn một người đàn ông đang chặn đường trực tiếp đứng trước mặt diệp tử hân và thiếp đình đồng thời che chở cho hai nữ nhân sau lưng những gì cô nói vừa rồi là sự thật sao cô thực sự có viên ngọc bích đó sao ngô minh cũng không quay đầu lại hỏi diệp tử hân gật đầu với vẻ mặt phức tạp có nhưng anh phải cứu chúng tôi ra ngoài và anh phải hứa với tôi một điều kiện được rồi thỏa thuận ngô minh trực tiếp đồng ý đối với anh mà nói nếu nhận được đá ngọc bích cho A mộ tiến hóa rất đáng giá, thậm chí phải trả một cái giá đắt. Anh đã biết sức mạnh của thạch bì hộ thể cấp 1. Nếu A mộ có thể tiếp tục tiến hóa, có lẽ anh sẽ nhận được thạch bì hộ thể cấp 2, thậm chí cấp 3. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Ngô Minh phấn khích không ngừng. Những người tị nạn đang xem náo nhiệt xung quanh thấy có kẻ lỗ mãn dám đứng lên đấu tranh cho công lý cũng đều tỏ vẻ thương hại. Bọn họ chính là biết hàng ngũ xuống tay rất độc ác giữa thanh thiên bạch nhật cũng dám giết người cướp của thanh niên này sắp gặp vận rủi rồi còn có những ánh mắt hung ác nhìn ra ngô minh có thể là từ điểm tập kết nói không chừng rất có thân phận lai lịch đám người hàng ngũ có thể không dám làm gì người này trên thực tế cũng giống như vậy ngô minh xông tới đâm ngang ngang dọc đến nỗi bọn côn đồ như hàng ngũ cũng không nhìn ra sâu cạn ánh mắt của hàng ngũ rất độc có thể nhìn ra được ngô minh hẳn là có lai lịch nên trong lòng do dự nhưng Trần Uy lúc này đang ở một bên mắng, mẹ nó, tiểu tử ngươi do vương bác đảng nào sinh ra, ngươi không biết rằng can thiệp vào việc riêng của người khác sẽ dẫn lửa thiêu thân sao. Mau lăn nhanh cho lão tử, chọc lão tử điên lên ngay cả ngươi cũng thông mông. Nhìn Uy ca hung tợn như vậy, dũng khí của hàng ngũ cũng càng ngày càng mạnh, thầm nói phải, ngươi sợ cái lông. Chúng ta là người của Uy ca, và Uy ca là cấp dưới của kim lão đại, gián tiếp ta cũng là người của kim lão đại, cho dù gã này có xuất thân và thực lực như thế nào thì liệu gã ta có thể thắng kim lão đại sao? Nghĩ vậy, hắn ta không chần chừ mà rút dao nhọn, triệu tập thủ hạ lại chuẩn bị tấn công. Chỉ là hắn không biết rằng thế lực của kim lão đại đã sớm hôi phi yên diệt, còn Trần Uy mà hắn coi như chỗ dựa cũng chỉ là một con chó nhà có tan, gã chỉ dám kiêu ngạo ở trong trại tị nạn bên ngoài chứ không dám quay lại trong điểm tập kết, một khi bị người của Giang lão đại bắt được, khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Uy dự định trước tiên phải giành được một chỗ đứng vững chắc trong trại tị nạn này, cho dù không dựa dẫm vào người khác, gã ta vẫn có thể dựa vào thực lực của một thức tỉnh giả mà sống tốt. Lúc này gã mới nhìn về phía xa xa mà sợ tới mức trùng mình, quả thực nhìn thấy một ít thành viên chủ chốt trong đám người của Giang lão đại đang vội vã chạy tới đây, theo sau là hàng trăm người, một đám hung thần ác sát giống nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Uy suýt nữa thì tè ra quần và muốn bỏ chạy nhưng người bên kia đã cực nhanh và bao vây mọi người ở hiện trường. Ngay khi Trần Uy đang nghĩ rằng mình chỉ là một tiểu nhân vật, làm sao mà đáng giá cho Giang Lão Đại hưng sư động chúng như vậy, ngay lúc đó thành viên chủ chốt của Giang Lão Đại đã vội vàng bước tới cúi đầu trước người thanh niên. Ngô Lão Đại, ta vừa nghe các huynh đệ nói rằng nhìn thấy ngài ở đây nên lập tức đưa người qua, có chuyện gì xin ngài cứ phân phó. Người vừa tới hiển nhiên cũng là một thức tỉnh giả, cao 1m9 cực kỳ mạnh mẽ, là tên côn đồ số một dưới trướng của Giang Lão Đại, tên là Mạnh Thanh, một người có thể giết hơn 20 cường giả, đầu óc linh hoạt nên có thể coi là người số hai dưới trướng của Giang Lão Đại. Hắn nói xong liền quét về phía đám người hàng ngũ với ánh mắt đầy sát khí, mười mấy người sau đó lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Rất nhiều người ở điểm tập kết đều nhận ra Mạnh Thanh, ngay cả trong trại tị nạn bên ngoài điểm tập kết cũng có người nghe nói đến một hung thần như vậy, vì vậy khi nhìn thấy hắn tới đều sợ hãi tránh đi. Tự nhiên trong lòng bọn họ kinh hãi không thể tả Mạnh Thanh, một nhân vật cường thế mà lại đối với thanh niên đó kính trọng như vậy Thậm chí còn gọi hắn ta là Ngô Lão Đại Chẳng lẽ lại có một ông trùng khác ở điểm tập kết Vinh Trấn Chưa bao giờ nghe nói về nhân vật này trước đây Trong đó Trần Uy sợ hãi nhất Nóng lòng không kịp tắt chính mình hai cái Vừa rồi còn đang mắng nhi tử nhà ai Quả thật đi tìm chết mà Phải biết đối phương còn khiến mạnh thanh nhân vật bậc này cúi đầu không lưng chào nghĩ đến đây gã ta không còn dám có tâm tư gì khác chỉ muốn mau chóng rời đi nhưng rõ ràng gã muốn đi nhưng ngô minh sẽ không cho phép ngô minh không phải người hiền lành gì đối với người khác nhục mà hắn ta có thể cười cho qua chuyện nhưng nếu liên quan đến cha mẹ của mình thì anh cũng sẽ không dễ nói như vậy ngô minh tuy là cô nhi nhưng không ai được phép xúc phạm cha mẹ hắn ta liền có vẻ mặt kinh ngạc nói với trần uy ngươi vừa rồi uy phong như vậy hiện tại muốn rời đi không nói lời nào ngươi nghĩ có khả năng như vậy sao? Trần Uy vừa nghe, lập tức làm ra hành động khiến mọi người trợn mắt há mồm. Cả ta quỳ trên mặt đất dập mạnh đầu trên đất. Ngô lão đại, là ta mắt chó không thấy Thái Sơn, còn không nhận ra lão nhân gia ngài. Ta đáng chết, ta tiện miệng, ta, ta chỉ là súc sinh. Gã một bên nói, một bên cực lực vả vào miệng. Trần Uy ra tay cũng thật sự là tàn nhẫn, sau vài cái vả của mình cũng đã rớt răng, miệng mồm đầy máu trần uy đương nhiên muốn đánh gã thật mạnh đây là cơ hội sống sót duy nhất của gã chỉ là ngô minh không phải loại người thiện lương đôi khi hắn ta đối tốt với người khác nhưng cũng tùy hạng người mà phân biệt hắn ta hừ lạnh một tiếng nhưng lời còn chưa nói ra mạnh thanh đã bước tới liếc nhìn trần uy rồi nói với ngô minh ngô lão đại ta nhận ra người này gã ta là cấp dưới của kim lão đại chắc là con cá lọc lưới đêm qua cứ giao gã cho ta xử lý mạnh thanh tuyệt đối hung ác ngô minh vừa nghe cũng gật đầu đồng ý trần uy lập tức sụi lơ trên mặt đất gã biết nếu bị mạnh thanh nhận ra thì gã khẳng định sống không được hàng ngũ đã khiếp sợ từ lâu trần uy người mà bọn hắn coi như chỗ dựa đều quỳ xuống van xin tha mạng làm gì bọn hắn không biết mình đã mù quáng mà đá nhầm vào thiết bản vì vậy hiện tại chân của bọn hắn cũng run rẩy quỳ rạp trên mặt đất ngô minh đương nhiên lười đối phó với những kẻ này nên đơn giản giao cho mạnh thanh hắn ta còn muốn hỏi thăm hai người phụ nữ đối với anh mà nói viên ngọc bích có thể cho phép a mổ tiến hóa mới là thứ quan trọng nhất nếu a mổ có thể tiếp tục tiến hóa hắn ta thậm chí còn tự tin rằng mình có thể giết chết con thuật tử nhận của bộ tộc nhận lấy viên tinh thể linh hồn diệp tử hân và thích đình đã choáng váng trước cảnh này ngay từ đầu các nàng không ngờ người thanh niên đã cứu mạng các nàng lại có loại năng lượng như vậy ở điểm tập kết này ngô minh không nói nhiều đưa hai cô gái lên xe địa hình, trực tiếp khởi động lái xe về phía điểm tập kết, Mạnh Thanh và những người khác cung kính đi theo sau. Tối hôm qua đám người Mạnh Thanh đã chứng kiến thực lực cường đại của Ngô Minh, hơn nữa Giang Lão Đại đã trực tiếp ra lệnh bọn hắn tôn trọng Ngô Minh, lại càng tôn kính hắn ta. Diệp Tử Hân và Thích Đình vừa mới vào xe liền phát hiện ra Răng Hàm và Nhị Nha đang ngồi ở phía sau. Cũng may, đây là một chiếc SUV cỡ lớn 7 chỗ, nếu không thì thật sự không thể chở được nhiều người như vậy chỉ riêng răng hàm đã chiếm một phần lớn không gian trong xe. Lúc đầu, nhìn thấy hai trùng nhân răng hàm và nhị nha ở trong xe, Diệp tử hân suýt chút nữa đã hét lên, cả thích đình cũng hoa dung thất sắc. Đặc biệt là khi các nàng phát hiện ra một trong hai trùng nhân xuất hiện dưới hình dạng một chiến binh thổ dân. Cơ bắp cuồn cuộn, lộ ra bên ngoài trùng giáp cùng với những chiếc răng bọ to lớn và gai xương, so với trùng nhân bình thường đều khỏe rất nhiều. Hai tên trùng nhân này hẳn là nô bộc của Ngô Minh, nếu không hai người bọn họ hoàn toàn không dám lên xe. Nhưng cuối cùng, ngay cả khi lên xe thì cả hai đều căng thẳng và không dám thở mạnh, vì sợ những trùng nhân phía sau sẽ tấn công mình. Ngô Minh lúc này không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, xe lái trở về điểm tập kết ở Vinh Trấn, đưa hai nữ nhân trở về chỗ ở của mình. Thấy các nàng đã đói quá rồi, Ngô Minh không nói nhiều liền đem canh thịt chuột chuẩn bị sẵn và một miếng bánh mì cho mỗi người. Diệp Tử Hân và Thích Đình thực sự đã ăn không đủ mấy ngày rồi, nhìn thấy bánh mì và nước dùng bốc khói, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không kiềm chế được nữa, các nàng ăn rất nhiều bất kể hình tượng của mình ra sao. Ngô Minh nhìn các nàng ăn xong liền nhẹ nhàng nói, giao đồ của ngươi ra đi. Hai nàng sửng sốt một lúc mới nhận ra Ngô Minh đang yêu cầu bọn họ đưa ra đồ vật, Diệp Tử Hân dùng bàn tay trắng nõn lau miệng ngập ngừng nói, cái kia, ta không có viên ngọc bích đó trên người. Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy sắc mặt ngô minh xa sầm ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy ngô minh có vẻ thực sự tức giận diệp tử hân lập tức nói ta không có nói dối anh đâu trên người ta chỉ có một mặt dây chuyền ngọc bích đã bị sủng vật của anh ăn mất rồi là do bà nội ta lưu lại tổng cộng có có hai viên một viên là mặt dây chuyền ngọc bích còn một viên là nhẫn ngọc bích đá quý trên đó cũng rất lớn nhưng chiếc nhẫn đó là của anh họ ta ngô minh nhìn chằm chằm diệp tử hân nửa ngày không ai dám lên tiếng trong khoảng thời gian này, ngay cả Thích Đình cũng chỉ có thể nín thở chờ phản ứng của Ngô Minh. Là một thức tỉnh giả, cô đương nhiên biết rất rõ người này thực lực như thế nào, đối phương muốn cứng rắn thì 10 người như cô cũng không thể chống lại được. Từ ánh mắt của Diệp Tử Hân, Ngô Minh có thể nhìn thấy đối phương không giấu giếm hay trốn tránh, vì vậy hắn ta biết đối phương nói có thể là sự thật. Chẳng lẽ anh họ của ngươi ở thủ đô? Ngô Minh có chút suy nghĩ đột nhiên hỏi diệp tử hân nghe thấy liền gật gật đầu khiến ngô minh thần than một tiếng bây giờ hắn ta có thể xác định viên ngọc bích giúp a mổ tiến hóa chắc chắn không phải là viên ngọc bích bình thường mà nó phải có những điểm đặc biệt riêng ngô minh có trí nhớ về kiếp trước cũng không thể hiểu được điều này nhưng không thể nghi ngờ viên ngọc bích đó rất quan trọng đối với ngô minh chỉ là nếu viên đá quý ở thủ đô khả năng lấy được nó là bao nhiêu nghĩ đến đây ngô minh liền trầm ngâm diệp tử hân và thích đình ở đối diện lại vô cùng căng thẳng các nàng tự nhiên thấy được ngô minh không phải là thức tỉnh giả bình thường trước mắt có thể được đối phương che chở khẳng định là không còn gì tốt hơn đặc biệt các nàng thân là nữ nhân tướng mạo lại xuất sắc tại tân thế giới hỗn loạn mà không có một chỗ dựa cường đại căn bản không có khả năng bình yên vô sự n nhân tiên sinh chỉ cần anh có thể đưa chúng tôi đến thủ đô ta hứa sẽ tặng anh chiếc nhẫn ngọc bích của anh họ ta Diệp tử hân lúc này vô cùng sốt sắng nói, nhưng đổi lại là một lời dễu cật của Ngô Minh. Thủ đô cách đây hàng nghìn cây số, cho dù ta đưa các ngươi tới đó thì không bao lâu nữa các ngươi đều sẽ chết trong tay quái vật. Hai người các ngươi đi thôi, giao dịch bị hủy bỏ, ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, bữa ăn hôm nay coi như ta mời. Ngô Minh đã chết tâm tư này liền bắt đầu hạ lệnh đuổi ra ngoài. Vì đối phương không thể trả những gì hắn ta muốn, nên ngô minh sẽ không hảo tâm thu lưu các nàng anh không có nghĩa vụ đó diệp tử hân và thích đình đều bị kinh hãi các nàng biết nếu người trước mắt không chịu che chở các nàng căn bản sống không nổi nhưng cầu xin ngô minh thì các nàng không biết phải mở miệng như thế nào đúng lúc này tiếng súng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến không bao lâu sau có người vội vàng chạy tới trước cửa nhà ngô minh cẩn thận gõ cửa ngô lão đại ngài có ở đó không bên ngoài điểm tập kết Giang trì thần sắc ngưng trọng, hắn vừa nhận được tin tức một trong những đội săn của hắn đã mất liên lạc vài giờ trước. Vốn dĩ đây không phải là vấn đề lớn trong tân thế giới đầy khủng hoảng này, nhưng vừa rồi hắn nhận được tin rằng đội săn của hắn đã đi bộ trở về. Đây vốn dĩ là một điều tốt, nhưng có điều gì đó không ổn xảy ra với đội săn bắn đã quay trở lại. Những người trong đội săn bắn dường như điên cuồng, tấn công tất cả những gì họ gặp trên đường đi, họ đã giết rất nhiều người trong trại tị nạn bên ngoài và những người mà hắn ta cử đến để ứng phó cũng bị tấn công. Đội săn bắn trở về hóa ra chẳng khác gì xác chết, toàn thân thối rửa, không sợ đạn, đạn bắn trúng thậm chí cũng không có máu chảy ra. Giang lão đại chưa từng gặp phải quái vật như vậy, cho nên trước tiên liền nghĩ đến ngô minh, có lẽ vị cao thủ này biết được nguồn gốc của đám quái vật như xác chết này. Khi ngô minh đến nơi, anh liền thấy gian lão đại và những người bảo vệ ở điểm tập kết đang bắn tỉ những xác sống chúng giống như những xác sống nổi tiếng di chuyển chậm chạp trên người không có sinh khí quần áo rách nát toàn thân thối rửa trong miệng luôn có tiếng cười nhẹ nhẹ khi đối mặt với làng đạn cũng không tỏ vẻ sợ hãi đây cũng là lần đầu tiên ngô minh nhìn thấy loại xác sống biết đi như thế này mặc dù những xác sống này trông rất đáng sợ nhưng hiệu quả chiến đấu thực tế của chúng không cao súng bắn có thể gây rất nhiều sát thương đối với chúng chỉ phút chốc đại bộ phận đã bị lính canh bắn chết, chỉ còn lại vài chục hành thi. "Chú thích, xác sống biết đi hành thi." Đúng lúc này, một hành thi đột nhiên phát ra một tiếng gầm kỳ quái, ngay sau đó những hành thi vừa bị bắn chết trên mặt đất bắt đầu nổ tung từng cái một. Các mảnh xương và nội tạng bay nhanh cũng có thể gây ra sát thương lớn, giống như những mảnh đạn bay, những lính canh xung quanh những hành thi này lập tức thương vong nặng nề, Ngô Minh và Giang lão đại ở cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng. Sau trận bom bằng xương bằng thịt, tất cả những người trong phạm vi hơn 30 mét đều đã chết, có những thi thể bị xương và nội tạng xé nát, một ít lính canh chưa chết thì trên người còn cắm một xương sườn, khắp người toàn là vết thương. Lúc này Giang Lão Đại mới sững sờ, vị trí vừa rồi của hắn cũng nằm trong phạm vi vụ nổ, lúc nổ còn tưởng rằng mình đã chết nhưng không biết từ lúc nào đã được một lớp da đá bao phủ. Lớp da đá cứng này đã ngăn lại hầu hết các chấn động và xương gãy cho hắn, nếu không thì giang lão đại cũng đã bị máu và những mảnh xương nổ tung ra với tốc độ cao bắn thành cái sàn như bao người khác ngô minh đương nhiên là người đã cứu giang trì giang trì này không tồi vì vậy ngô minh đã ra lệnh cho a mổ ban phước cho hắn ta một thạch bì hộ thể giang trì nhìn lại ngô minh cùng a mổ bay bên cạnh liền biết ngô minh đã cứu mạng mình trở về đi đám hành thi này có chút cổ quái không cho người khác tới gần ngô minh ra lệnh kỳ thật không có mệnh lệnh của ngô minh Giang trì cũng không dám tới gần quái vật tự bạo như vậy liền kêu người của mình trở lại. Trong vòng 100 mét chỉ còn lại Ngô Minh và hai ba hành thi đánh nhau. Ngô Minh mặc áo giáp hợp kim nguyên khí nên đương nhiên không sợ mảnh xương do loại bom sát sống này tạo ra. Lúc này hắn ta nhìn chầm chầm vào hai ba xác sống huyết nhục mơ hồ đang đứng trơ ra, bỗng thấy trên cổ những hành thi này có hình xăm một con nhện. Trong phút chốc, Ngô Minh nghĩ đến con nhện lớn trong bộ tộc người nhện. Trong số những hành thi ở phía đối diện, kẻ gầm rú trước đó rõ ràng là khác với những hành thi khác, ả à ta là một phụ nữ, cơ thể đầy vết thương và đôi mắt không xám xịt như những hành thi khác mà lại có màu đen. Không có tròng trắng mắt, tất cả đều là màu đen, nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta đổ mồ hôi hột. Vào lúc này, hành thi khác thường này đang nhìn chầm chầm vào ngô minh và thạch tượng quỷ ngàn năm A mổ, sau đó biểu hiện một biểu hiện kỳ lạ. Khạch khạch, khạch khạch. Ả à ta cất tiếng cười khàn khàn sau đó vẫy tay, Hai hành thi bên cạnh lắc lư đi sang một bên, khi chúng bước đi trên cơ thể phồng lên những bướu thịt khổng lồ, đi ra khoảng 30 mét thì chúng nổ tung khiến những người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, nữ tử thực hiện một nghi thức rất kỳ lạ đối với ngô minh, có chút giống với lễ nghi quý tộc thời Trung Cổ, nhưng lại có chút bất đồng. Có điều vốn dĩ là một lễ tiết rất đẹp, nhưng lại do một nữ tử hành thi đầy da thịt thối rửa thực hiện khiến không khí có một cổ quái dị cùng khiếp sợ không thể tả khoảnh khắc tiếp theo ả ta mở ra đôi môi nhợt nhạt lộ ra hàm răng sắc nhọn nói xin chào bí thuật sư trẻ tuổi cuối cùng ta cũng tìm được ngươi ngô minh sửng sốt anh vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt không có biểu hiện gì đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một quái vật biết nói hành thi nữ này rõ ràng là khác biệt qua đôi đồng tử đen của ả ta dường như có thể nhìn thấy một sinh vật khác đáng sợ hơn nữ hành thi kêu mình là bí thuật sư thì ngô minh nhanh chóng hiểu ra Mô tả lá bài của A Mổ cho biết thạch tượng quỷ ngàn năm, sinh ra ở nguyên khí thánh đường, là sủng nhi của nguyên khí bí thuật sư. Ngô Minh đoán rằng có thể là do có quan hệ với A Mổ nên nữ hành thi nhận ra nhầm người, lúc này Ngô Minh cũng có phản ứng. Hắn ta từ lâu đã nhận thấy hình xăm con nhện trên cổ của hành thi có lẽ có liên quan đến thuật chiêu hồn của thuật tử nhện thuộc bộ tộc người nhện, vậy thì nguồn gốc của những hành thi cũng có một lời giải thích những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu thì cơ bắp ngô minh lập tức căng thẳng nếu như đối phương có ý công kích thì anh sẽ lập tức phản công a mổ cũng không ngừng la hét với nữ hành thi nếu ngô minh không ngăn nó lại thì nó đã vồ tới từ lâu rồi sơ xuất duy nhất của ngô minh chính là không để răng hàm và nhị nha đi theo vốn tưởng rằng chung quanh điểm tập kết sẽ không có nguy hiểm gì nhưng không ngờ rằng bản thân vẫn còn thiếu cân nhắc hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước để xem ý định đối phương là gì Bí thuật sư trẻ tuổi, ngươi không cần căng thẳng. Hôm nay ta không tới để gây chiến. Ngươi và người trong lãnh địa của ngươi đã giết chết ba thuộc hạ đắc lực của ta. Ngươi phải trả lại thi thể cho ta, nếu không ta sẽ xem như đó là một lời khiêu khích và tuyên chiến chống lại ta. Bí thuật sư trẻ tuổi, ngươi phải cân nhắc lời cảnh cáo của ta và trả lại thi thể trong vòng ba ngày, nếu không lãnh thổ của ngươi sẽ máu chảy thành sông và trở thành thiên đường cho người chết. Nói xong, con người đen kịp đột nhiên biến mất biến thành xám xịt sau đó thân thể của nữ hành thi bắt đầu sưng lên da thịt thối rửa dường như phồng lên nhất thời bung ra quần áo của ả ta lộ ra lớp mỡ sưng tấy trên thi thể của nữ sát sống được vẽ nhiều biểu tượng kỳ lạ phức tạp không ổn ngô minh kinh hoảng vội vàng lui về phía sau mặc dù đang mặc áo giáp hợp kim nguyên khí nhưng ký hiệu trên thi thể nữ hành thi này quá mức quỷ dị lúc này thi thể nữ hành thi đột nhiên phát nổ huyết nhục bay đầy trời vụ nổ này mạnh đến nỗi ngay cả những người từ cách xa trăm mét cũng bị phun ra rất nhiều sương máu ngô minh cũng vậy hắn ta lập tức cảm giác được những máu thịt này ẩn chứa một tia nguyên khí hắc ám cực kỳ âm độc nguyên khí này không ngừng ăn mòn nếu ngô minh không phải là một thức tỉnh giả và mặc áo giáp nguyên khí bằng hợp kim thì hắn ta không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra dưới sự xói mòn nguyên khí hắc ám này chẳng bao lâu sau ngô minh đã biết được vai trò của những nguyên khí hắc ám này những người bình thường bị bắn tung tóe máu thịt lập tức ngã xuống đất kêu la thảm thiết trên người toát ra từng luồng hắc nham da thịt nhanh chóng thối rửa tóc rụng hết sau đó biến thành quái vật như hành thi và bắt đầu tấn công mọi người xung quanh chúng các thức tỉnh giả thì khá hơn một chút họ không bị nguyên khí hắc ám ăn mòn trở thành một hành thi nhưng họ cũng hôn mê và không thể phát huy được một nửa sức mạnh bình thường của mình đây là một thảm họa bất ngờ mà không ai có thể ngờ được hàng trăm người trong trại tị nạn đã bị nguyên khí hắc ám ăn mòn biến thành những hành thi và hàng trăm hành thi này đã gây ra cái chết cho hàng nghìn người trong thời gian sau đó. Nếu không có một số lượng lớn lính canh tại điểm tập kết đến bắn giết những hành thi này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khi những hành thi đột biến bị giết, toàn bộ khu vực điểm tập kết vinh trấn, bao gồm cả các trại tị nạn bên ngoài rơi vào tình trạng hoang mang tột độ, hành thi tự bạo có tính ăn mòn mạnh và máu thịt bị nhiễm khuẩn, một khi chạm vào sẽ bị lây nhiễm thành hành thi ngay lập tức, loại kinh dị này thậm chí còn vượt xa trùng nhân ở một khía cạnh khác. Chỉ cần tưởng tượng, nếu có nhiều hành thi như vậy trộn vào điểm tập kết hoặc khu vực đông người tự bạo, nó sẽ tạo ra hàng nghìn hành thi và sau đó sẽ khiến toàn bộ điểm tập kết vinh trấn sẽ bị tiêu diệt. Ngô Minh lúc này đứng ở trung tâm của nữ hành thi tự bạo, cẩn thận xem xét dấu vết cùng nguyên khí còn lại ở đây. May mắn thay, Ngô Minh đã học được một số kỹ năng với giáo sư từ trong khu vực an toàn và nghiên cứu nguyên khí, nếu không hắn ta sẽ không biết làm thế nào để cảm nhận nguyên khí còn lại xung quanh mình. Ngô Minh có thể khẳng định nữ hành thi chính là kiệt tác của thuật tử nhận trong bộ tộc người nhận, ngoài ra Ngô Minh còn khẳng định một điều, đó là thuật tử nhận rất xảo quyệt. Những gì nó làm hôm nay đơn giản chỉ là thử nghiệm cùng thị uy mà thôi. Một xác chết nữ có thể tạo ra hàng trăm hành thi chỉ bằng một đòn, trông vô cùng khủng bố, nhưng đừng quên ngô minh đã trải qua kiếp cuối cùng anh ấy đã từng nhìn thấy những sinh vật cấp 3 hoặc thậm chí là cấp 4, dù cho nó là sinh vật cấp 3 hoặc thậm chí cấp 4 cũng không thể làm được điều này. Vì vậy, hành thi tự bạo có thể giải phóng nguyên khí hắc ám cực lớn để ăn mòn và tạo ra hành thi chắc chắn không dễ kiếm như vậy. Giống như chế tạo thẻ nguyên khí, với thực lực của Ngô Minh hiện tại mỗi ngày chỉ có thể chế tạo hai thẻ nguyên tố lửa, thuật tử nhện đó dù có mạnh đến đâu cũng không thể sử dụng nguyên khí vô hạn, nếu không trái đất đã bị thuật tử nhện thống trị từ lâu. Giống như thức tỉnh giả, quái vật cũng phải tuân theo quy luật nguyên khí. Điều này công bằng với tất cả mọi người, kiếp trước ngô minh hiểu rõ điểm này, cho nên hắn ta có thể xác định muốn chế tạo nhiều hành thi tự bạo lại còn có thể lây nhiễm người thường thành hành thi, tuyệt đối là một việc phi thường khó khăn cùng tiêu tốn thời gian. Cho dù con thuật tử nhện đó có tài năng và mạnh mẽ đến đâu, xếp cho cùng nó cũng chỉ là một sinh vật thông minh cấp 2. Cùng lắm có danh hiệu lạc vong linh pháp sư Nhưng không phải vì thế mà nó có thể tạo ra hành thi lây nhiễm tự bạo không có giới hạn Vì vậy Ngô Minh có thể kết luận Hành thi tự bạo xuất hiện lần này hẳn là toàn bộ của đối phương Bằng không thì tộc nhận cũng đã xuất hiện hơn 10 ngày Nếu thuật tử nhận thực sự mạnh như vậy Có thể tạo ra một hành thi tự bạo đáng sợ Theo ý muốn thì điểm tập kết vinh trấn đã không còn tồn tại từ lâu Theo tình huống này tiếp tục suy luận đi xuống Ngô Minh Thậm chí có thể lớn mật suy đoán Thuật tử nhận kia nói không chừng giống như chính mình, thả một cái đại chiêu, như vậy lúc sau khẳng định nguyên khí tích trữ sẽ tiêu hao hết, vô lực sử dụng sức mạnh, ít nhất sẽ tiến đến suy yếu kỳ. Đây cũng là lý do tại sao đối phương cho hắn ta 3 ngày để suy nghĩ, nếu đối phương ngưu bức như vậy có thể chỉ cho mình vài phút để suy nghĩ cũng không cần đến 3 ngày, sau 3 ngày khẳng định nó có thể sẽ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Trong tình hình hiện tại, Chính mình đã tự tay giết chiến binh thổ dân của tộc nhện đã gây thù chút quán với thuật tử nhện rồi, xét theo thái độ của đối phương hôm nay nhất định sẽ không buông tha. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh không thể giao ra ba thi thể được, trong tay hắn ta chỉ có một cái mà còn bị răng hàm ký sinh. Vì đã không có khả năng hòa đàm ngay từ đầu, tại sao anh không chủ động? Ngô Minh đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, thuật tử nhện rất có thể đang trong thời kỳ suy yếu nguyên khí cạn kiệt, nếu tấn công bộ tộc nhện vào lúc này, tỷ lệ thành công sẽ rất cao sao chuyện này liên quan đến tinh thể linh hồn nên ngô minh không thể bỏ qua vấn đề duy nhất là hiện tại không thể dùng lực lượng đơn độc của mình thông tính bộ tộc nhện ngô minh biết rằng mình cần nhân lực một số lượng lớn nhân lực nghĩ đến những lợi ích khác nhau do việc thông tính bộ tộc nhện mang lại ngô minh không thể ngồi yên trong lòng nảy ra ý tưởng lập tức gọi người nhắn cho giang lão đại hiện giờ giang trì là người duy nhất có thể giúp hắn ta lúc trước hắn ta giải quyết được kim lão đại cho hắn ta đồng thời gián tiếp giải tỏa sự uy hiếp của ngụy trấn trưởng bây giờ nhờ hắn ta giúp đỡ một chút tin tưởng giang trì sẽ không từ chối quả nhiên nói với giang trì muốn mượn toàn lực giang trì do dự một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý không nói tới những gì ngô minh đã làm cho hắn trước đây chỉ riêng hôm nay nếu không có ngô minh hắn đã chết trong vụ nổ hành thi tự bạo ngô ca đệ không biết huynh muốn tấn công ai hiện tại đệ chỉ có thể gọi vài trăm người còn chưa tới 100 thức tỉnh giả. Vũ khí thì ít một chút, chỉ hơn 200 khẩu súng. Giang Trì hào phóng nói. Đây đã là toàn bộ lực lượng mà Giang Lão Đại có thể sử dụng, Ngô Minh nghe vậy liền biết Giang Trì không nói dối mình, nghĩ tới đây liền nói, Sếp Giang, ngươi đã giúp ta việc này, ta sẽ giết ngụy Trấn trưởng cho ngươi, để ngươi khống chế điểm tập kết Vinh Trấn này, như thế nào? Giang Trì lập tức lộ ra vẻ hân phấn khi nghe được, trở thành người lãnh đạo toàn bộ điểm tập kết Vinh Trấn tự nhiên đó là điều tốt nhất. Ngô ca, đệ tinh huynh, nói cho đệ biết khi nào thì bắt đầu. Giang trì vội vàng hỏi. Đi tập hợp tất cả mọi người, chúng ta sẽ khởi hành trong chốc lát, cũng không muộn. Ngô Minh biết thuật tử nhận vừa mới phái một hành thi tự bạo, hiện tại hoàn toàn không có người kế tục chính là thời điểm tốt nhất để tấn công đối thủ. Ngô Minh cũng cần phải tự mình chuẩn bị một chút, phải mang theo hai tên trùng nhân, mấy ngày nay ngô minh cũng tích lũy được một ít thẻ nguyên khí có thể được triệu hồi được thiết tượng bao gồm cả nhện săn mồi ngoài ra hắn ta có ba thẻ phép tấn công nguyên khí chi mâu hỏa cầu thuật cùng băng trùy thuật cũng như thẻ phép bổ trợ cùng bạo đây là tất cả sức mạnh chiến đấu của ngô minh trở lại chỗ ở của mình ngô minh thấy hai người phụ nữ đã trở lại người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất yếu đã ngất đi người phụ nữ tóc ngắn đang chăm sóc cho cô ấy lúc này ngô minh đã biết hai người phụ nữ đó tên là gì người có mái tóc dài đang ngất xỉu tên là diệp tử hân người có mái tóc ngắn tên là thích đình nhìn thấy ngô minh trở lại thích đình vội vàng giải thích ngô tiên sinh tử hân bị bệnh mấy ngày trước anh có thể cứu giúp cô ấy được không tôi biết chúng tôi không đủ tư cách để yêu cầu những thứ này dù thế nào tôi cũng sẽ báo đáp cho anh tôi đã được huấn luyện thành thạo các loại vũ khí cũng là thức tỉnh giả cho tôi đi theo anh hoặc thậm chí, để tôi làm nữ nhân của anh cũng có thể, chỉ cần anh có thể cứu tử hân. Thích Đình cắn môi nói, cô thật sự không còn cách nào khác. Lúc Ngô Minh hủy bỏ giao dịch để các nàng rời đi, các nàng bất đắc dĩ đành phải rời đi. Nhưng giữa đường dịp tử hân đã ngất đi và sốt cao, lại không được điều trị. Cô không thể nhìn dịp tử hân mà cô xem như em gái chết đi. Vì vậy Thích Đình cổng dịp tử hân trở lại, lúc này cô chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ngô Minh đối với điều này thích đình thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân mình ngô minh nhìn cặp hoa tỉ muội xinh đẹp này ở tân thế giới anh đã thấy vô số sự xấu xa và phản bội ngay cả cha con và anh em đôi khi cũng không đáng tin cậy người phụ nữ này sẵn sàng hy sinh lớn như vậy cho người khác điều này cho thấy nàng là một người có tình nghĩa ít nhất là đáng tin hơn những người khác và ngô minh quả thật lúc này cũng đang cần người bên cạnh đó bây giờ ngô minh không thể đến thủ đô cách xa hàng nghìn dặm nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ không đi trong tương lai. Nếu có cơ hội kiếm được một viên ngọc bích khác cho phép A mổ tiến hóa thì hắn ta sẽ không để mất cơ hội này. Nghĩ vậy, Ngô Minh gọi cho một thuộc hạ của Giang Trì và yêu cầu hắn ta mang bác sĩ từ điểm tập kết đến để khám cho Diệp Tử Hân. Về phần thích đình, hắn ta đưa cho cô một khẩu súng trường tự động và yêu cầu cô đi theo hắn ta trong cuộc tấn công lén lúc tối nay. Mặc dù có chút lo lắng cho tiểu thư nhà mình nhưng Thích Đình vẫn ôm chặt khẩu súng trường tự động đi theo Ngô Minh, nàng biết lúc này muốn cứu Diệp Tử Hân chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thanh niên trước mặt. Không lâu sau, đội của Giang lão đại đã được tập hợp, có 56 chiếc xe và hơn 400 người. Ngô Minh ra lệnh tất cả lên xe sau đó ra khỏi điểm tập kết hướng bộ tộc Nhện mà đi. Đoàn xe dừng cách bộ tộc Nhện vài cây số, mọi người xuống xe chia thành nhiều đội đi bộ tiếp cận bộ tộc Nhện. Trên đường đi, Ngô Minh đã nói cho Giang Trì biết mục tiêu mình sẽ tấn công vào tối nay, Giang Trì nghe vậy cũng rất phấn khích, là người điều hành cấp cao ở điểm tập kết Vinh Trấn, hắn đương nhiên biết sự tồn tại của tộc nhận. Nhiều người trong điểm tập kết đã biết về sự tồn tại của bộ lạc kinh dị này. Các chiến binh thổ dân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của điểm tập kết. Nếu bộ tộc nhận có thể bị quét sạch thì nhất định sẽ được đại bộ phận người trong điểm tập kết ủng hộ, nâng cao uy thế rất nhiều, lợi ích thu được từ bộ tộc dị giới này chắc chắn sẽ không nhỏ. Mấy ngày trước, trong tộc người nhận chỉ có chưa tới 10 chiến binh thổ dân, nếu tính một người bị giết ở điểm tập kết và hai người bị ngô minh săn đuổi, số lượng chiến binh thổ dân chắc chắn sẽ không quá nhiều. Sau khi ngô minh đến gần thung lũng, anh quan sát nó bằng ống nhòm và nhận thấy mặc dù trại của bộ tộc nhện đã mở rộng hơn một vài ngày trước, nhưng không có nhiều chiến binh thổ dân trong đó, nhiều nhất chỉ có 15 hoặc 16. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng biết mặc dù không có bao nhiêu chiến binh thổ dân, nhưng mỗi người đều là sinh vật cấp 2, nhất định rất khó đối phó. May mà bên cạnh Ngô Minh càng có nhiều người hơn, chỉ riêng thức tỉnh giả đã hơn trăm người. Chia đều ra để đối phó với một chiến binh thổ dân có thể cử ra 30 người. Hơn nữa Ngô Minh sẽ không ngây ngốc đánh bừa. Ngô Minh đã từng chiến đấu với các chiến binh thổ dân hai lần, đã quá quen thuộc với phương pháp chiến đấu của những chiến binh thổ dân này, anh yêu cầu Giang Trì cử người đào một hàng bẫy sâu tới 5 mét trong cỏ gai bằng gỗ, mặc dù trung bình thổ dân chiến binh cao hơn 2 mét. Vô cùng mạnh mẽ dũng mãnh nhưng nếu rơi vào cạm bẫy nhất định trong chốc lát sẽ không thể thoát ra được. Giang Trì hiển nhiên cũng thích thủ đoạn ám muội, lập tức biết kế hoạch của Ngô Minh hơn nữa còn phân phát hơn 10 thùng xăng cho thuộc hạ, đến lúc đó ném vào bẫy rồi phóng hỏa, chiến binh thổ dân tuyệt đối sẽ không thể sống sót. Những công việc chuẩn bị này mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành, lúc này trời đã tối ngô minh để quân chủ lực nấp sau cạm bẫy trong khi chỉ có một mình anh cùng răng hàm nhị nha và a mổ đi về phía xa vào trại tộc nhện có những chiến binh thổ dân cầm giáo canh gác bên ngoài trại tộc nhện khi nhìn thấy ngô minh chúng lập tức hú lên và gõ lên một loại trống gia thú ngay sau đó hơn chục chiến binh thổ dân đã xuất hiện trước mặt ngô minh nhưng chúng không xông lên tấn công mà bày ra một trận thế một lúc sau thuật tử nhện mà ngô minh đã nhìn thấy trước đó đã trèo ra khỏi trại tộc nhện đằng sau thuật tử nhện còn có một con người rõ ràng là bị biến thành xác sống sau khi chết giống như xác sống nữ đôi mắt của hành thi này cũng tối đen hẳn là bị phù phép một loại bí thuật để thay thuật tử nhện phát ngôn nhìn thấy ngô minh hành thi hiển nhiên có chút kinh ngạc thuật bí sư trẻ tuổi người tới đây là muốn trả lại thi thể tuy rằng đang nói chuyện là một hành thi nhưng lại bị thuật tử nhện khống chế thủ lĩnh thực sự chính là con nhện này lúc này trăng hàm đang ký sinh trong thi thể của một chiến binh thổ dân thân hình cao lớn rất bắt mắt thì ra ngươi đã sử dụng những ký sinh trùng bẩn thỉu đó để ký sinh trên thi thể thuộc hạ của ta đây là một sự khiêu khích trần trụi bí thuật sư ngươi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta Ngô Minh không ngờ rằng thuật tử nhận lại kích động khi nhìn thấy chiến binh thổ dân bị răng hàm ký sinh trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, nhưng điều này cũng đã giúp đem ý tưởng dụ những chiến binh thổ dân đó ra ngoài của hắn ta. Sau khi Ngô Minh nhanh chóng rút lui về phía sau bẫy rập, những chiến binh thổ dân không biết rằng có bẫy đã lần lượt rơi xuống, một lúc sau chỉ còn lại hai hoặc ba trong số khoảng chục chiến binh thổ dân, tất cả những người khác đều đã rơi vào bẫy. Chẳng trách những chiến binh thổ dân này Lúc này đêm tối mà những cái hố mà đám người gian trì đào đều được ngụy trang rất kỹ, cho dù nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Những chiến binh thổ dân rơi vào đương nhiên sẽ được chăm sóc, trong khi những người không rơi vào sẽ bị hàng trăm người cùng nhau vây công. Mặc dù chiến binh thổ dân là sinh vật cấp 2, nhưng dù sao chúng cũng không có da đá như người đá khổng lồ, đạn vẫn có thể gây sát thương cho chúng, càng không cần phải nói còn có rất nhiều thức tỉnh giả. Miễn là họ không phải đối mặt với hàng chục chiến binh thổ dân cùng lúc thì lợi thế về nhân số vẫn rất rõ ràng. Nhưng ngay cả như vậy hai hoặc ba chiến binh thổ dân vẫn giết chết 20 hoặc 30 người với sự trợ giúp của cùng bạo và nhện săn mồi trước khi họ bị giết. Bên trong trại tộc nhện, thuật tử nhện nhìn răng hàm và nhị nha xông tới phát ra từng đợt rít gào. Nhưng lúc này chỉ có ba chiến binh thổ dân vây quanh thuật tử nhện, rõ ràng không có uy hiếp gì nhiều đến đám người ngô minh. Ngô minh rất mong đợi trận chiến này, thuật tử nhện rõ ràng là thiếu nguyên khí và không thể hiện được năng lực mạnh mẽ nào, chỉ có một hành thi bên cạnh nó. Cho dù nó có thể tự bạo nhưng khả năng gây sát thương cực kỳ hữu hạn. Có thể vì là một thuật sĩ nên khả năng cận chiến của thuật tử nhện không mạnh như Ngô Minh mong đợi, nhưng những phép thuật của nó quả thực vô cùng đáng sợ. Trong trận chiến, thuật tử nhện đã sử dụng nguyên khí của mình để tạo ra hai lá bài, sau khi một tấm được kích hoạt, cho dù là người chết hay chiến binh thổ dân thì tất cả đều biến thành hành thi và đứng lên chiến đấu lần nữa. May mắn thay, Ngô Minh đã yêu cầu gian Trì ném tất cả những người chết và các chiến binh thổ dân vào bẫy vì sự an toàn, nếu không trong một thời gian ngắn đối phương sẽ có một cổ lực lượng sát sống mạnh mẽ. Lá bài thứ hai còn kinh khủng hơn, đó là một quán linh phẫn nộ đang gầm thét nhanh chóng tấn công, ai bị oán linh phẫn nộ này tấn công sẽ chết ngay lập tức. Ngay cả răng hàm và nhị nha cũng không dám tiến lên, vào thời khắc mấu chốt ngô minh đã lợi dụng thuật tử nhận không chú ý liền kích hoạt thẻ phép là nguyên khí chi mâu hỏa cầu thuật cùng băng trùy thuật cùng nhau tấn công thuật tử nhận vốn đang suy yếu kết quả là bị ba thẻ phép của ngô minh tấn công chết ngay tại chỗ quán linh do nó điều khiển tan biến vô hình nếu không có thể giết cả trăm người đây cũng là lần đầu tiên đám người giang trì nhìn thấy quái vật đáng sợ như vậy nhất thời đều kinh hãi thầm nói nếu đem người tới đây cho dù có thể tiêu diệt những chiến binh thổ dân kia nhưng khi đối mặt với con nhện to lớn đó thì bọn họ nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Có thể nói, những chiến binh thổ dân tuy hùng mạnh nhưng nếu cộng lại thì không nguy hiểm bằng con nhện to lớn có thể làm chủ phép thuật. Người khác không biết nhưng Ngô Minh thì rất rõ ràng, nếu không phải con nhện đang ở thời kỳ suy yếu, lại bị thi triển ba thẻ phép tấn công cùng một lúc thì không thể nào giết được nó, cũng may một kích cuối cùng cũng đã thành công giết chết con nhện khổng lồ. Thích Đình luôn theo sát Ngô Minh lúc này mới thực sự thấy được sức mạnh của hắn ta, thành thật mà nói, khi đối mặt với thuật tử nhện nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi mà một sinh vật đáng sợ như vậy không ngờ lại bị Ngô Minh giết chết. Hắn ta là ai và làm thế nào hắn ta có thể mạnh mẽ như vậy? Tiếp theo là thời gian thu thập chiến lợi phẩm, lần này Giang Lão Đại cũng mất đi 50 người, tuy rằng không lay chuyển được nền móng nhưng vẫn đau thấu xương. Nhưng khi họ liệt kê tất cả chiến lợi phẩm thu được, Sắc mặt của Giang lão đại diệu đi một chút. Có rất nhiều nguyên liệu và vũ khí trong bộ tộc Nhện, chất lượng rất tốt có thể bù lại một số tổn thất. Đúng lúc này, Ngô Minh để cho nhị nha cũng ký sinh trên thi thể của một chiến binh thổ dân khác, so với thân thể con người, chiến binh thổ dân hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Ở trung tâm trại của bộ tộc Nhện, cây cột giống vật tổ vẫn còn sừng sững, Ngô Minh nhìn kỹ hơn, dùng lòng bàn tay sờ vào sắc mặt biến đổi rất nhiều lập tức gọi răng hàm và nhị nha đến phá hủy cây cột. Ngô Minh nhận thấy rằng cây cột này ẩn chứa một nguyên khí kỳ lạ, giống như một cánh cửa dẫn đến một không gian và thế giới khác. Hiện giờ, Ngô Minh đã biết thuật tử nhện và những người thổ dân đến từ đâu, có lẽ nhờ cây cột này mà họ đến đây từ một thế giới xa xôi. Vì có phát hiện như vậy, Ngô Minh nhất định phải phá hủy cây cột, kẻo nó gọi thêm quái vật đáng sợ. Sau khi cột vật tổ bị phá hủy, thông đạo nối với dị không gian cũng bị đóng lại. Trên thực tế, nhờ Ngô Minh hành động nhanh chóng, nếu chậm một chút thì cục trụ vật tổ này sẽ triệu hồi ra một con quái vật vô cùng đáng sợ, nếu con quái vật này đến thì đêm nay tất cả bọn họ sẽ không thoát khỏi vận xui. Ngô Minh không biết rằng mình đã may mắn thoát được một kiếp, nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn từ một chiếc lều. Tinh thể linh hồn Trong một cái hộp có 4 năm viên tinh thể linh hồn phát ra ánh sáng yếu ớt trong đêm, Ngô Minh thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần có được tinh thể linh hồn thì mọi nỗ lực ngày hôm nay đều xứng đáng. Hiện giờ nguyên khí của Ngô Minh đã cạn kiệt nên không thể hóa thể những tinh thể linh hồn này, chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau, đương nhiên những tinh thể linh hồn này đã được Ngô Minh thu vào. Và điều may mắn của Ngô Minh không chỉ có vậy, Giang Trì và những người khác còn tìm thấy một số vật liệu quý khác trong trại của bộ tộc nhận. Ngô Minh nhìn thấy trong lòng vô cùng vui mừng, hóa ra là hài cốt không hổ là giết chết phong linh pháp sư thuật tử nhện đã khiến cho ngô minh kiếm lớn. Mãi sau này, ngô minh mới biết rằng thuật tử nhện là một phong linh pháp sư, cả tinh thể linh hồn và hài cốt đều được coi là nguyên liệu để làm phép, vì vậy hắn ta đã may mắn lấy được nó. Ngay bây giờ, nếu có thể thu thập được linh hồn xiền xích cuối cùng, thì ba thẻ chỉ định trong bu linh tạp phiến sẽ được thu thập đầy đủ. Thật không may khả năng này khó xảy ra, không có thứ gọi là linh hồn xiền xích trong trại của bộ tộc nhện. Nhưng dù vậy, thu hoạch của Ngô Minh cũng không nhỏ, hắn ta đã tìm được hai trong ba thẻ chỉ định, hình xăm trên người chiến binh thổ dân bị giết cũng có thể tạo ra rất nhiều thẻ bài, cùng bạo, nhận săn mồi, đây là một khoản thu hoạch rất lớn. Và đối với Giang Trì, tiêu diệt tộc nhện còn có thêm một lợi ích cho hắn, đó là uy danh cực lớn. Thời điểm đám sát sống tấn công trước đây có thể nói là làm náo loạn điểm tập kết vinh trấn, bây giờ tin tức bọn chúng bị tiêu diệt ở đây được truyền ra ngoài danh tiếng của giang trì sẽ đạt đến cực điểm ở điểm tập kết trên thực tế cũng là như vậy sau khi tin tức lan truyền vào ngày hôm sau danh tiếng của giang lão đại đã vượt qua ngụy trấn trưởng ở điểm tập kết và trong các ngõ ngách của trại tị nạn đều có người bàn luận về giang lão đại tại dinh thự của ngụy trấn trưởng người đàn ông đeo kính cận này hiện lên vẻ mặt hung dữ ông ta đập một tách trà xuống đất chết tiệt tại sao giang trì gia hỏa này đoạt trước những chiến binh thổ dân kia thật mạnh mẽ lại có con quái vật nhận kia đám người gian trì làm như thế nào thùng cơm tất cả đều là thùng cơm sau khi ngụy trấn trưởng mắng xong có một người tiến lên nói trấn trưởng bây giờ thế lực của gian trì càng ngày càng mạnh như có câu nói một núi không có hai hổ sớm muộn gì cũng phải bị loại bỏ hắn ta nếu không tôi sợ rằng hắn ta sẽ thế chỗ của ngài văn bác ngươi trước kia đều đi theo ta cũng đủ thông minh ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Ngụy trấn trưởng vội vàng hỏi khi nhìn thấy người này, biết người bên kia là người tháo vác. Người đàn ông tên là Văn Bác là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, quả nhiên thông minh lanh lợi, lúc này mới nói, tuy rằng thực lực của chúng ta mạnh hơn Giang Trì, nhưng tuyệt đối không nên đối đầu, không khéo có thể phá hủy toàn bộ điểm tập kết. Cốt hơn hết là nên tiêu diệt và thu phục vây cánh của Giang Trì một cách bí mật chúng ta muốn khiến hắn không người sử dụng được và việc đầu tiên phải đối phó chính là ngô minh ngô minh ngụy trấn trưởng sửng sốt hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên này đúng vậy thuộc hạ của ta đã điều tra ngô minh chính là cao thủ giang trì chiêu mộ được nếu không phải có hắn thì lần trước giang trì đã không có khả năng tiêu diệt kim lão đại chỉ cần ta thu phục được người này giang trì sẽ trở thành lão hổ không răng không có gì phải sợ đương nhiên nếu đối phương không biết điều thì loại bỏ hắn không chỉ ngô minh mà những thuộc hạ quan trọng của giang trì cũng phải dùng thủ đoạn thu phục và diệt trừ được rồi chuyện này sẽ giao cho ngươi ngụy trấn trưởng suy nghĩ một hồi rồi nói cho ta biết ngươi cần bao nhiêu nhân thủ tóm lại chuyện này phải làm như càng sớm càng tốt trong vòng 10 ngày sẽ phải xóa tên giang trì khỏi vinh trấn ngô minh kêu giang trì tìm một căn hộ khác miên bản nhà ở hiện tại một người khẳng định không thành vấn đề nhưng bây giờ có thêm hai người phụ nữ Nhà hiện tại rõ ràng có một chút nhỏ. Hai người phụ nữ tự nhiên là Diệp Tử Hân và Thích Đình, người trước đã uống thuốc do bác sĩ mang đến và tình hình đã cải thiện rất nhiều, người sau quả thực là một nhân vật lợi hại, như cô ta nói, thông thạo súng và có học qua cận thân chiến đấu chính thống, cũng biết chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày. Lý do chính để Ngô Minh giữ họ bên mình là vì ngọc bích, hắn ta muốn tìm cơ hội để hỏi về loại ngọc bích đó. Nhưng trước mắt điều mà ngô minh cần là tiêu hóa chiến lợi phẩm mang về từ bộ tộc nhện chỗ ở mới do giang trì bố trí là một tòa nhà hai tầng diện tích hơn 200 trăm mét vuông ngô minh ra lệnh răng hàm và nhị nha canh cửa chính anh nói với thích đình ta muốn nghiên cứu một ít đồ vật quan trọng không có việc gì đặc biệt thì đừng quấy rầy ta nói xong liền đi thẳng lên phòng ở lầu 2. thích đình vốn đã kính sợ ngô minh tự nhiên không dám có ý kiến phản đối Hiện tại Diệp Tử Hân vẫn chưa hoàn toàn bình phục vừa hay cô có thời gian chăm sóc cho nàng ta. Trong phòng của Ngô Minh, có một đống da người đẫm máu do Giang Trì gửi đến, chúng được lột ra từ những người thổ dân đã chết. Chỉ là không ít trong số đó bị hư hỏng, một khi hình xăm trên da người bị hư hỏng, không còn có thể dùng để ngưng tụ thẻ, tương đương với lãng phí. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có 7 tấm da cùng bạo hoàn chỉnh và có 10 tấm da nhện săn mồi. Việc chế tạo những thứ này thành thể chắc chắn là một công trình lớn. Ngoài ra, Ngô Minh cũng cần chế tạo tinh thể linh hồn và hài cốt thành thể. Nói một cách tương đối, việc chế tác hai thứ sau đơn giản hơn và tiêu tốn ít nguyên khí hơn. Vì vậy, Ngô Minh đang nghe truyện trên TV Audio CV đã chọn làm hai thẻ này trước. Cho dù đó là tinh thể linh hồn hay hài cốt đều có một luồng năng lượng hắc ám trên đó. Ngô Minh ngày nay đã không còn là A Mông ở nước Ngô nữa. Trong quá trình học với giáo sư Từ, Ngô Minh đã biết rằng ngay cả nguyên khí cũng có thể chia thành nhiều loại, rõ ràng là nguyên khí mang mặt trái năng lượng và ám năng lượng nguyên khí đều thuộc về nguyên khí hắc ám. Ngô Minh đương nhiên cần một khoảng thời gian để làm quen với hai thuộc tính thiên về năng lượng hắc ám, một giờ sau, Ngô Minh đã chế tác thành công một viên tinh thể linh hồn. Tổng cộng có 5 viên tinh thể linh hồn, 4 viên kia Ngô Minh cũng không định hóa thẻ ngay lập tức, chỉ có thể đặt một thẻ vào lưới cố định trong U Linh Tạp Phiến. Tiếp theo, khi hóa thẻ hài cốt, Ngô Minh không cẩn thận thất bại một lần, tốn hai điểm nguyên khí, một nắm bụi xương của người đã khuất cũng tiêu hao vô ích, điều này khiến Ngô Minh càng phải cẩn thận hơn. May mắn thay, Ngô Minh đã không thất bại lần thứ hai, thành công trong việc hóa thẻ hài cốt thành một thẻ bài. Thẻ tinh thể linh hồn và hài cốt giống hệt như hình chiếu thẻ ở ô cố định trong U Linh Tạp Viến, Ngô Minh cũng thầm nói mình may mắn, nhanh như vậy liền tìm được hai thẻ chỉ định. Đây cũng là bởi vì du linh tạp phiến là một loại sách thẻ hiếm, các thẻ bài chỉ định bên trong tự nhiên không dễ dàng thu thập được như vậy. Ngô Minh đặt lần lượt hai thẻ vào ô bài cố định, giờ chỉ còn lại linh hồn xiền xích cuối cùng trong bộ sưu tập. Ngô Minh không có manh mối gì về thẻ bài này, thu thập nó ngay bây giờ giống như mò kim đáy bể. Theo ý định ban đầu của Ngô Minh, đó là chỉ có thể dựa vào vận may hoặc có thể đến nhà đấu giá ở một điểm tập kết lớn thực sự để mua loại thẻ này sớm muộn gì thẻ thứ ba này cũng sẽ được thu thập. Tiếp theo, Ngô Minh phải xử lý những hình xăm trên da người đó, cả ngày hắn ta chỉ chế tác thẻ nhận săn mồi. Một thức tỉnh giả cấp 1 chỉ có 24 đơn vị nguyên khí trong cơ thể, cho dù hắn ta chế tạo một thẻ cùng bạo hay nhận săn mồi thì cũng mất hơn một nửa, nghĩa là chỉ có thể làm một thẻ trong một ngày. Trong khi Ngô Minh đang chế tạo thẻ trong nhà, một vài vị khách không mời đã đến tòa nhà nhỏ của anh. Lúc này Thích Đình đang ngồi bên cạnh giường của Diệp Tử Hân, cô ta vẫn chưa tỉnh dậy kể từ khi ngất xỉu lần trước, cơn sốt trên người cô ấy đã giảm bớt và hô hấp cũng trở nên mượt mà hơn rất nhiều nhưng vẫn không tỉnh lại. Nắm tay Diệp Tử Hân, Thích Đình cao mày, nhưng cô không thể làm gì được. Đương nhiên, cô cũng rất biết ơn Ngô Minh, nếu không phải có Ngô Minh, cô và Diệp Tử Hân vẫn trốn ở trại tị nạn bên ngoài vậy thì Diệp Tử Hân sẽ không thể có thuốc chữa trị. Ngô Minh thật ra là người tốt, nhưng tính tình có chút kỳ quái. Thích Đình lúc này mới nhẹ giọng nói, dường như đang nói chuyện với Diệp Tử Hân. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói vang lên, Ngô Tiên Sinh có ở nhà không? Thích Đình vội vàng bước ra mở cửa xem xét. Đứng bên ngoài có ba người, trong số đó có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, trông như một người có thân phận và bối cảnh. Đó là phụ tá của Ngụy Trấn Trưởng, Văn Bác, Hắn ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thích Đình nhưng hắn ta có phản ứng ngay lập tức. Thích Đình cao 1,7 mét, dáng người cực chuẩn, ngoại hình cũng vào loại bậc nhất, mái tóc ngắn càng làm cho cô trông nổi bật hơn và có khí phách anh hùng chỉ có ở phụ nữ, cô ấy nhất định thuộc hàng mỹ nữ. Vì vậy, tự nhiên Văn Bác cho rằng đây là nữ nhân của Ngô Minh. Văn Bác thầm nói tình báo sai sót, còn không biết Ngô Minh có nữ nhân, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lập tức nói, vị cô nương này thật xinh đẹp, không biết xưng hô như thế nào. Thích Đình cũng coi như là một nửa người của Diệp gia, nhà họ Diệp là một trong những gia tộc lớn trong nước, đã nhìn thấy rất nhiều thị phi, vì vậy cô ta tự nhiên ứng đối với những người như Văn Bác thập phần khéo léo. Ta họ thích, có chuyện gì không? Thích Đình không cho người này vào, vì đã đáp ứng Ngô Minh trong nhà nên cô sẽ không dễ dàng cho người khác vào. Là như thế này, chúng tôi có việc muốn tìm Ngô tiên sinh. Nếu anh ấy ở đây Xin hãy cho chúng tôi gặp anh ấy càng sớm càng tốt. Văn Bác nhìn chằm chằm Thích Đình, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này là một người phụ nữ tuyệt vời. Thân hình và ngoại hình không chê vào đâu được, đặc biệt là vòng eo và vòng mông của cô ấy càng bắt mắt, thầm nói Ngô Minh quá diễm phúc. Thích Đình tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt, trong lòng hơi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn rất đàng hoàng, anh Ngô có việc bận, anh ấy không muốn người khác quấy rầy. Hiển nhiên đây là muốn tiễn khách văn bác dẫu sao cũng là phụ tá bên người ngụy trấn trưởng nghĩ thầm nữ nhân này thật không biết điều nhưng hắn lúc này cũng không có bối rối mà nói tiếp cô thích cô nên đi thông báo một tiếng nói là chúng tôi ở đây thay mặt ngụy trấn trưởng muốn tìm ngô tiên sinh bàn bạc vấn đề quan trọng nếu hắn ta không tiếp thì hắn ta sẽ hối hận thích đình cũng biết ngụy trấn trưởng nên trong lòng có chút do dự nhưng cô vẫn không cho ba người vào bởi vì hai bên cửa có hai trùng nhân thổ dân đang đứng giống như hai tác phẩm điêu khắc Tuy rằng bất động nhưng một khi có người bước vào tòa nhà nhỏ này mà không được phép, chúng sẽ tấn công ngay lập tức. Hối hận? Ta không nghĩ có gì phải hối hận. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Thích Đình. Ngô Minh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt âm trầm, đi xuống cầu thang đót cho mình một ly nước. Hắn ta vừa làm thể không thành công, vừa làm mất một vài hình xăm da người, tâm trạng rất tồi tệ. Nếu một trong những hình xăm da người này bị xóa đi thì chỉ còn lại một hình xăm ngô minh đương nhiên rất buồn bực sau khi ở trong nhà một ngày một đêm giờ đây ngô minh dự định đi ra ngoài hít thở không khí nghe được lời nói của văn bác tự nhiên là lạnh lùng đáp trả ngô tiên sinh đây không phải là một cử chỉ sáng suốt ngụy trấn trưởng rất thưởng thức anh nói thật bất kể gian trì mang lại cho anh lợi ích gì chúng tôi sẽ cho anh gấp đôi chỉ cần anh giúp đỡ ngụy trấn trưởng văn bác sắc mặt không tốt lạnh lùng nói theo ý của hắn có thể đích thân đến nói chuyện là đã cho Ngô Minh rất nhiều mặt mũi đối phương lợi hại cũng chỉ là một thức tỉnh giả mà thôi. bất quá Ngô Minh không thèm nhìn hắn một cái mà nói với Thích Đình bắn bọn hắn. sau đó hắn ta cầm cái chén đi lên lầu 2. Ngô Minh đột nhiên nghĩ có lẽ mình còn sơ suất gì đó trong việc sử dụng nguyên khí vừa rồi Linh Quang vừa động đột nhiên nghĩ ra biện pháp nên vội vàng quay lại kiểm tra. về phần ba người văn bác thì Ngô Minh cũng không để tâm ngụy trấn trưởng không tìm mình gây phiền toái thì thôi nếu đối phương muốn tìm chết thì ngô minh sẽ không khách sáo ngươi cũng nghe nói rồi đấy mời trở về đi thích đình trong lòng bội phục ngô minh không thôi đối phương là người của ngụy trấn trưởng mà cũng có thể mặc kệ không quan tâm nhưng lại không biết lúc này đầu óc ngô minh tràn đầy công thức nguyên khí đừng nói là ngụy trấn trưởng cho dù là ai đến làm phiền hắn ta cũng bị oanh tạc tương tự ngươi ngươi được tốt lắm ngươi đừng hối hận Văn bác sắc mặt trắng bệch tức giận, nghiến răng nghiến lợi rời đi. Hắn ta không xông vào nên không thấy răng hàm và nhị nha sau cánh cửa, nếu có thì chắc chắn hắn ta sẽ không thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ngô Minh thật là không biết điều. Nếu đã như vậy thì sai người tìm cơ hội giết hắn đi, còn người phụ nữ vừa rồi ta cũng sẽ chiếm lấy. Văn bác nói với thuộc hạ, cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của thích đình, lập tức trong bụng một cổ tà hỏa bốc lên địa vị hiện tại của văn bác đương nhiên cũng dưỡng một số phụ nữ dự định tìm thêm phụ nữ khác để giải tỏa tà hỏa khi mọi việc xong xuôi ngô minh vẫn đang nhốt mình trong phòng lúc này mới viết công thức sử dụng nguyên khí của giáo sư từ lên giấy sau đó tính toán sắp xếp lại các nguyên tố trong đó sau khi bận rộn một hồi lâu thì anh nhận được một công thức khác công thức này đơn giản hơn rất nhiều đây cũng là công thức mà ngô minh đã hoàn thiện sau nhiều lần thất bại kiến thức mà ngô minh có được bây giờ là vô cùng quan trọng giống như cách chế tạo thẻ hầu hết mọi người chỉ biết phương thức mà không biết tại sao nhưng ngô minh thì biết nguyên tắc chính cái gọi là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật ngô minh biết mình đã thành thạo kỹ năng cực kỳ quan trọng trong tân thế giới và hắn ta cũng đang nỗ lực để củng cố nó ba ngày trong nháy mắt trôi qua ngoại trừ thời gian ăn uống thời gian còn lại ngô minh chỉ dành cho việc chế tác thẻ trong ba ngày lần đầu tiên trong lịch sử hắn ta chế tạo thành công bốn thẻ bài bình thường chỉ có thể làm ra ba thẻ, một thẻ còn lại anh dùng rất ít nguyên khí. Bốn thẻ, hai thẻ cuồng bạo và hai thẻ nhận săn mồi, đương nhiên đã được Ngô Minh thu vào tạp phiến, những hình xăm trên da người còn lại vẫn có thể chế tác được, nhưng Ngô Minh hiện tại không có ý định tiếp tục làm. Anh cần phải hồi lại nguyên khí, bởi vì nếu ký ức kiếp trước là đúng thì ngày mai là 6 tháng sau thảm họa, cũng sẽ là ngày xuất hiện đợt thẻ nâng cấp đầu tiên. Ngô Minh nhất định phải lấy được thẻ nâng cấp Lúc đó hắn ta có thể trở thành thức tỉnh giả cấp 2, không chỉ có thể sử dụng và chế tạo thẻ cấp 2, mà còn có nguyên khí trong cơ thể sẽ từ 24 tăng lên 32 đơn vị. Tương tự như vậy, thể chất cũng sẽ được cải thiện. Và quan trọng nhất là sau khi thăng cấp, có thể nhận được thẻ thiên ân thứ hai. Thẻ thiên ân thứ 200% là thẻ cấp 2. Lên cấp càng sớm thì độ hiếm và chất lượng của thẻ thiên ân càng tốt. Ngô Minh biết khu vực lân cận Vinh Trấn là một trong những khu vực có làn sóng thẻ nâng cấp đầu tiên đổ bộ và sự cạnh tranh giành thẻ nâng cấp chắc chắn sẽ nảy sinh sau khi thẻ nâng cấp xuất hiện vào ngày mai. Cuộc cạnh tranh này không chỉ giữa những người có tiềm năng thức tỉnh và thức tỉnh giả, mà còn cả những sinh vật thẻ bài. Sinh vật thẻ cũng có thể tăng cấp nếu chúng kết hợp thẻ nâng cấp, vì vậy Ngô Minh phải hồi lại nguyên khí của mình để đối phó với đợt rơi thẻ ngày mai ngô minh từ chiều ngày hôm trước đã ngủ rất say để hồi lại nguyên khí sáng sớm tỉnh dậy chính là thích đình đánh thức hắn ta đó là lời mà ngô minh đã dặn dò với cô lúc trước vì hắn ta đã cung cấp chỗ ở và thức ăn cho hai người phụ nữ nên việc họ làm gì đó cho riêng mình là điều đương nhiên thích đình không biết ngô minh sẽ đi đâu hay sẽ làm gì cô chỉ làm mọi việc theo hướng dẫn của ngô minh lúc này cô mới chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng nói chiều nay khi anh đang ngủ Giang lão đại phái người tới, hình như rất vội, bất quá ta nói anh đang ngủ, hắn cuối cùng đi trở về. Nhưng nhắn ta nói cho anh gần đây ngụy trấn trưởng đã bắt đầu đối người của hắn xuống tay, không ít bộ hạ đều bị thu phục, còn có bị ám sát. Ngô Minh vừa nghe lại là cười lạnh một tiếng, ngụy trấn trưởng thật sự là không giữ được bình tĩnh, nhưng chuyện này cũng là chuyện bình thường, bởi vì Giang Trì đã lãnh đạo mọi người quét sạch bộ tộc người nhận giải tỏa một rắc rối lớn cho điểm tập kết, nên danh tiếng của hắn ta rất cao và đã làm lu mờ ngụy trấn trưởng đó rồi trái tim của đối phương tự nhiên không cân bằng vừa nghĩ tới việc đối phương dùng kim lão đại và giang trì để khống chế lẫn nhau để tăng cường thực lực người như vậy lại có thể giữ được bình tĩnh mới là lạ nhưng ngô minh hiện tại không có thời gian giải quyết loại chuyện này hiện tại quan trọng nhất chính là đoạt lấy thẻ nâng cấp không có việc gì khác sau khi suy nghĩ ngô minh dặn dò nếu giang trì lại phái người tới nói với hắn ta đừng hành động hấp tấp đợi sau khi xong việc ta sẽ quay lại lúc không giờ sáng đêm tối mịt mùng ngô minh mặc lại quần áo và điều chỉnh trạng thái thành tốt nhất rồi cầm súng bước ra ngoài theo sau là trăng hàm và nhị nha trông rất quay vệ chiếc xe địa hình cỡ lớn của ngô minh đã đậu trong sân trăng hàm và nhị nha còn chưa kịp nép vào hàng ghế sau ngô minh đã lên xe khởi động phóng xe ra khỏi sân đúng lúc này ở một góc ngoài sân có hai bóng người lẫn lộn giữa những người tị nạn ở vòng ngoài điểm tập kết một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe phóng đi báo cáo trấn trưởng ngay lập tức nói ngô minh đã rời khỏi nơi ở có người chạy ra báo ngay xe ở điểm tập kết đều có cơ chế quản lý riêng trên đó có treo biển báo xe của ngô minh thuộc thế lực của giang lão đại nên người gác cổng cũng không ngăn cản không lâu sau khi xe của ngô minh lái ra phía sau có thêm hai chiếc xe nữa sáu thức tỉnh giả ngồi trên xe đều là cao thủ dưới quyền ngụy trấn trưởng giết người không gớm tay để đối phó với một người mà lại cử ra sáu người chúng ta trấn trưởng có phải chuyện bé xé ra to rồi không một người đàn ông mặt đen đang nghịch một con dao sắc bén nói với một lời chế nhạo cẩn thận lái tàu vạn năm không đổ nghe nói ngô minh này thật sự có tài gian trì có thể giết kim lão đại hoàn toàn dựa vào ngô minh này bất quá hắc hổ ngươi nói không sai cho dù hắn có cường đại đến đâu gặp phải sáu người chúng ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ ta chỉ không biết tiểu tử này đang làm gì mà chạy ra giữa đêm khuya một nữ thức tỉnh giả khác nói ả ta là người phụ nữ duy nhất trong nhóm sáu người có biệt danh là hát quả phụ ả ta giết người rất tàn nhẫn và độc ác dù có làm gì đi nữa thì cũng là tự sát mau làm xong việc tối nay đi khi về ta còn tiếp tục chơi trò song phi với hai cô gái đó một gã vừa nhìn là biết túng dục quá độ âm trầm nói hai chiếc ô tô chạy theo sau và từ từ lái xe rời khỏi điểm tập kết mẹ nó nửa đêm còn không cho người ta ngủ yên thứ gì vậy nhìn hai chiếc xe phóng nhanh đi những người tị nạn trong lều hai bên đường la hét chửi bới đối với họ ngủ trong một căn lều rách nát là cách duy nhất để chống chọi với cơn đói bị người khác quấy rầy mộng đẹp đương nhiên khiến tâm trạng tồi tệ lúc này một người tị nạn chui ra khỏi lều đang định tìm chỗ để đi tiểu nhưng khi vừa cởi quần ra thì đã thấy trên bầu trời đêm đen kịch xuất hiện rất nhiều hoa mỹ lưu quang. Ta dựa vào, cái quái gì vậy? Người tị nạn trợn mắt há mồm, nhìn thấy trên bầu trời lưu quang tứ tán mà rơi, trong đó có 3 chiếc rơi xuống khoảng cách 10 cây số với tốc độ cực nhanh, còn những chiếc còn lại thì rơi xuống chỗ xa hơn. Khi lưu quang xuất hiện trên bầu trời thì Ngô Minh cũng đã phát hiện ra, lập tức phóng xe về hướng ba lưu quang rơi xuống anh biết những lưu quan đó chính là nguyên khí mạnh mẽ gắn liền với thẻ nâng cấp. Ngô Minh hưng phấn đến mức không phát hiện hai chiếc xe ô tô đi phía sau hàng trăm mét không có đèn pha, nhưng cho dù Ngô Minh có biết chuyện cũng không sợ, trăng hàm và nhị nha ký sinh trong thi thể của chiến binh thổ dân không phải để bài trí. Xe chạy hết tốc lực mới đến nơi thẻ bài rơi chưa đầy 10 phút, Ngô Minh tự nhiên trong lòng lo lắng, nếu bị mấy sinh vật thẻ bài cướp đi chắc chắn sẽ phải hối hận đến chết mất. Phía trước là ruộng hoa màu, Phía dưới bằng phẳng có ba cái hố sâu cực lớn, nguyên khí cuồn cuộn. Xung quanh hố sâu, đã có rất nhiều sinh vật thẻ bài, hàng trăm con chuột lông gai, một vài con lợn rừng gai nhọn và sư tử vô tâm, một số xác sống và một số quái vật mà Ngô Minh thậm chí không thể gọi tên. Trong số đó, Ngô Minh thậm chí còn thấy một vài con thiết nha lan. Thiết nha lan chắc chắn là sinh vật tồn tại đầy sức mạnh trong giới sinh vật cấp 1. Tuy kích thước chỉ lớn hơn sói thường một chút nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, hung dữ, hàm răng sói sắc nhọn có thể xé toạc sắt thép. Xét về mức độ nguy hiểm, ngay cả những con sư tử vô tâm cũng không thể so sánh với loài thiết nha lan này. Nhìn thấy ngô minh tới gần, tất cả quái vật đều lộ ra vẻ cảnh giác, thiết nha lan gầm nhẹ một tiếng nhưng không ai chủ động tấn công. Bởi vì lá trắng nguyên khí ở bên ngoài của ba thể nâng cấp sắp biến mất, trước đó do lá trắng nguyên khí bảo vệ nên không ai có thể lấy đi, chỉ có thể lấy nó sau khi lá trắng nguyên khí biến mất. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn giữ răng hàm và nhị nha bên mình, đồng thời thả a mổ ra, nếu cần thì Ngô Minh cũng sẽ triệu hồi thiết tượng. Dù thế nào thì Ngô Minh cũng phải lấy được ba thẻ bài này, nếu đám yêu thú và quái vật này muốn giành giật, Ngô Minh chỉ có thể giết chúng. Nhìn vào trong ba cái hố lớn, Ngô Minh phát hiện ba thẻ nâng cấp đều được bọc trong một lớp lá trắng nguyên khí chói lọi, hắn ta không biết khi nào lá trắng nguyên khí sẽ biến mất, trước khi lá trắng nguyên khí biến mất, ngô minh cũng không thể lấy thẻ nâng cấp vì vậy ngô minh thấy mình chỉ có thể chờ đợi như những con quái vật đó vào lúc này những con quái vật sẽ không tấn công lẫn nhau cũng không tấn công ngô minh mục tiêu của chúng là thẻ nâng cấp nhiều con quái vật khác nhau chiếm một vị trí và chờ đợi bên ngoài ba hố lớn một lúc sau phía sau có thêm hai chiếc ô tô chạy tới không cần hỏi đó chính là sáu thức tỉnh giả đi theo ngô minh lúc đầu nhìn thấy ngô minh chạy vào nơi hoang vu này bọn chúng còn tưởng rằng đối phương đây là đi tìm tử lộ nơi này là nơi tốt để giết người bất quá sau khi tới gần bọn chúng mới nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như chúng nghĩ sau khi xuống xe sáu thức tỉnh giả cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt bọn họ đã từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ chưa xung quanh ba cái hố lớn hàng trăm con quái vật tụ tập thật là một cảnh tượng kinh hoàng trong lúc nhất thời bọn chúng đã quên mất nhiệm vụ truy đuổi ngô minh trong hố đó có bảo vật ta có thể cảm giác được, chẳng trách Ngô Minh tới đây, ha ha, bây giờ đến lượt chúng ta phát tài." Hắc Hổ cười rộ lên, hắn thật mạnh mẽ, trên người treo một chuỗi đạn, cầm một khẩu súng máy hạng nặng không hề có cảm giác nặng nề. "Hắc Hổ, đừng hành động hấp tấp, trước hết hãy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra." Hắc Quả phụ luôn luôn thận trọng, nhưng khi nhìn thấy thứ trong hố là ba thẻ bài, ả à ta cũng không giữ được bình tĩnh. "Là thẻ bài, nhất định là chuyện tốt, ta sẽ nhúng tay vào trước." Thanh niên có vẻ quá ham mê lập tức ném ra một thẻ bài, sau đó biến thành một sinh vật xúc tu đáng sợ, sinh vật xúc tu phóng ra ngoài các xúc tu dài của nó để lấy đi thẻ nâng cấp. Ngu ngốc. Ngô Minh thầm mắng, nếu như nó chạm vào lá trắng nguyên khí trước khi biến mất, nó nhất định sẽ bị phản kích, ngay cả quái vật cũng biết sự thật này nhưng những kẻ ngu xuẩn này mờ mịt không biết gì, không ngu ngốc thì là gì. Thật ra từ lúc nhìn thấy hai chiếc xe tới gần, anh đã biết nhất định là bị theo dõi. Ngô Minh cũng không ngốc, nghĩ kỹ mới biết những người này hẳn là tới không có ý tốt, rất có thể là Ngụy Trấn Trưởng phái sát thủ tới. Thích Đình đã nói nhiều thuộc hạ của Giang lão đại đã bị thu phục và ám sát trong những ngày gần đây. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cười lạnh thầm nghĩ Ngụy Trấn Trưởng đã đánh giá thấp bản thân quá mức, chỉ cần phái 6 thức tỉnh giả tới đối phó với mình quả thật là quá ngây thơ. Mặc dù những thức tỉnh giả đều là cấp 1, thậm chí là đồng cấp, nhưng khoảng cách thực lực chênh lệch một trời một vực. Đúng như Ngô Minh nghĩ, quái vật xúc tu di chuyển cực nhanh, nhưng sau khi chạm vào lá trắng nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp, nó ngay lập tức bị một lực không thể giải thích được. Trong phút chốc, đám xúc tu bùng lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt sinh vật thẻ bài hét lên, thanh niên cũng choáng váng cố gắng giúp dập lửa, nhưng ngọn lửa lan ra cực nhanh, chẳng mấy chốc con quái vật bị bao bọc bên trong đã cháy thành tro. Sinh vật thẻ bài của ta, chết tiệt, chết tiệt. Thanh niên kia rõ ràng nổi cơn thịnh nộ, sầm mặt nhìn thấy khóe miệng ngô minh nhếch mép cười nhạo đồ khốn kiếp ngươi còn dám cười lão tử sẽ giết ngươi nói xong hắn rút súng lục từ thắt lưng ra trực tiếp bóp cò về phía ngô minh trăng hàm giết hắn đi những người khác dám động thủ thì cũng giết bọn hắn ngô minh bị đạn bắn trúng nhưng áo giáp hợp kim nguyên khí đã bảo vệ tốt cho hắn ta đối với loại người muốn tự sát này ngô minh có thái độ rất rõ ràng chính là giết sau khi nhận được mệnh lệnh của ngô minh Trang hàm lập tức hét lên một tiếng rồi lao tới nhanh như chớp. Thân thể của chiến binh thổ dân cường hãn hơn người, thực lực cùng tốc độ tăng lên gấp nhiều lần, khoảng cách hơn 10 mét gần như tức khắc, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng đã bị cửa xương trên bàn tay của răng hàm xuyên thủng. Thức tỉnh giả tuy mạnh hơn người thường, nhưng họ không có khả năng phản kháng khi đối mặt với răng hàm to lớn có thể so sánh với sinh vật cấp 2. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhìn thấy Ngô Minh phái sinh vật nô bột giết người, ba thức tỉnh giả kia cũng lập tức động thủ, ai ngờ Răng Hàm còn nhanh hơn, tiếng súng chỉ vang lên vài phát ba thức tỉnh giả liền bị trấn áp, giết chết hết người này đến người khác, một trong số chúng vừa kích hoạt thể của mình hóa thành một bộ giáp da kỳ lạ và mặc nó trên người. Nhưng ngay sau đó hắn ta đã bị Răng Hàm xuyên thủng. Các chi bị gãy lộ ra ngoài và trong không khí toàn mùi máu tanh. Hắc Hổ và Hắc Quả Phụ không dám động thủ. Họ là những người mạnh nhất vì vậy họ có thể nhìn thấy nỗi kinh khủng của răng hàm nhất. Khi cả hai nhìn thấy ánh mắt của răng hàm, họ lập tức cảm thấy ấn lạnh từ tận đáy trái tim. Hắc quả phụ cực kỳ thông minh, ả ta đã ngay lập tức quỳ xuống đất và buông rơi tất cả vũ khí của mình. Hắc hổ nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống, so với tính mạng của mình quỳ xuống thật sự không phải vấn đề gì to tác. Bọ ký sinh và chiến binh thổ dân của bộ tộc nhận là một sự kết hợp khủng khiếp làm sao hắn ta có thể thu phục được những nô bột như vậy mà lại có hai người trong số chúng. Gã văn bác đã không nói với chúng ta điều này. Nếu ta biết, ta cũng không đến cái vũng nước đục này. Hắc hổ vẻ mặt khó chịu, hắn tuy rằng kiêu ngạo tàn nhẫn nhưng bốn người đồng bọn của hắn đã bị răng hàm giết chết trong chốc lát, hiển nhiên nếu động thủ thì hắn nhất định phải chết. Ngô Minh này cũng có một bộ giáp phòng ngự rất mạnh, lần này đá vào thiết bản rồi, thế mà chúng ta lại định đối phó với người này quả thật là điên rồ hắc quả phụ cũng than thở ả ta cũng không dám hành động lỗ mãn sợ rằng ngô minh sẽ ra lệnh cho trùng nhân thổ dân giết ả ta so với ngô minh thủ đoạn của hai người bọn họ thật sự không đáng nhắc tới thậm chí không thể so với một trùng nhân trong khi ngô minh lại có hai trùng nhân thổ dân hắc hổ và hắc quả phụ quỳ xuống trực tiếp đầu hàng điều này khiến ngô minh không ngờ tới anh không để cho Răng Hàm tiếp tục công kích mà nhẹ giọng nói, hai người là do Ngụy Trấn trưởng phái tới đúng không? Vừa rồi hai người không ra tay chứng tỏ hai người rất thông minh, biết phán đoán tình huống, nếu không muốn chết thì cố hết sức giúp ta ngăn chặn lũ quái vật này một lát, ta sẽ cho các ngươi sống. Dưới hơi thở khủng bố của Răng Hàm và Nhị Nha, Hắc Hổ và Hắc Quả phụ nào dám từ chối, bọn họ vội vàng gật đầu đồng ý, dưới sức mạnh tuyệt đối bọn họ không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. Cuộc chiến xảy ra nhanh chóng và kết thúc còn nhanh hơn, trong chốc lát trận chiến kết thúc, mặc dù đám quái vật xung quanh cũng đang đứng ngồi không yên dưới sức mạnh đáng sợ của răng hàm, một số quái vật yếu ớt tự động bỏ đi nhưng hầu hết chúng đều không rời đi mà chờ đợi lá chắn nguyên khí của thẻ nâng cấp biến mất. Ngô Minh điểm ra tạp phiến lấy phế thổ quân đao, đồng thời cầm thẻ thiết tượng trong tay, nếu cần thiết sẽ lập tức triệu hồi thiết tượng. 5 phút sau, đột nhiên lá trắng nguyên khí trên ba thẻ nâng cấp trong hố lớn bắt đầu yếu đi, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những kẻ đang rình mò. Một vài con chuột lông gai và một con lợn rừng gai nhọn không thể chịu đựng thêm được nữa, bỗng nhiên lao xuống để rồi bị lá trắng nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp chưa tan đi đốt thành tro. Có lẽ chính việc tiêu hao số lượng quái vật này đã khiến lá trắng nguyên khí trên thẻ nâng cấp tiêu tan sớm. Bùng. Khoảnh khắc lá trắng nguyên khí tan biến, hàng trăm con quái vật xung quanh lao lên như điên. Ngô Minh cũng không có động thủ. A Mổ, Trăng Hàm và Nhị Nha cũng không di chuyển. Những kẻ lao vào cướp chỉ là một số quái vật bình thường, Ngô Minh không bước tới vì biết đây chỉ là khởi đầu của cuộc chém giết đẫm máu để giành giật thể nâng cấp, ai kiên trì đến cùng sẽ là người chiến thắng. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là Thiết Nha Lan và vài con quái vật khác không hề lao lên, chẳng lẽ bọn chúng cũng biết điểm này sao? có lẽ chỉ số y quy của những con quái vật này cao hơn ta nghĩ ngô minh mỉm cười nghiêm nghị chờ đợi nhìn chằm chằm vào trận chiến giành ba thẻ nâng cấp bên dưới hắc hổ và hắc quả phụ đứng cách đó vài mét chết lặng bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng ngoạn mục như vậy bao giờ đủ loại quái vật chiến đấu đến chết vì ba thẻ bài vô danh đó một con chuột lông gai đang điên cuồng tấn công một con lợn rừng có gai con sau rõ ràng là mạnh hơn khi nhấc nanh lên con chuột lông gai đã bị đâm thủng máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây, con lợn rừng gai nhọn này đã bị hơn chục con chuột gai bao vây và giết chết, thi thể không còn nguyên vẹn. Cùng thời khắc đó, cuộc chiến tranh đoạt diễn ra khắp nơi, mỗi tấc đất đều tràn đầy huyết tinh. Những tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết và máu bắn ra đã biến khu vực này thành cảnh tu la địa ngục. Ngay cả Ngô Minh vốn đã quen nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, cảnh tượng quá đẫm máu để tranh thể nâng cấp đám quái vật này đã phát điên rồi, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút mà hàng trăm con quái vật ban đầu giờ còn không đến 10%, xác chết khắp nơi bên trong và xung quanh hố. Cái kia, ngô lão đại, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta ra tay giết hết lũ quái vật kia sao? Mặc dù hắc hổ và hắc quả phụ tuy rằng giết chóc thành tính, nhưng hiện tại bọn họ cũng không khỏi có chút kinh tởm tràn cảnh huyết tinh xung quanh, nhìn thấy ngô minh có vẻ như đã quen nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng hai người đều là kêu khổ thầm nói nếu như có thể thoát khỏi tai họa này lần sau nhất định sẽ sáng mắt làm sao có thể xúc phạm một người như ngô minh ngô minh không ngờ rằng hai người này sẽ chủ động chiến đấu xem ra để sống sót bọn họ thật sự có ý định đầu hàng chính mình hơn nữa hai người này tự biết bản thân cho dù hợp lực cũng không thể địch nổi với một trùng nhân thổ dân cho nên lập tức phản chiến những người như vậy có thể lợi dụng nhưng chắc chắn không thể tin tưởng được vì đến một lúc nào đó bọn họ sẽ phản bội. Sắp đến lúc rồi, các ngươi giúp ta giết những quái vật khác, đương nhiên có thể không nghe ta mà chạy trốn, nhưng hậu quả các ngươi tất biết rõ. Ngô Minh lạnh lùng nói, thanh âm lạnh băng, hắc hổ và hắc quả phụ vừa nghe liền vội vàng gật đầu, ngay lập tức cầm vũ khí tấn công những con quái vật khác. Ngay sau đó, Ngô Minh lập tức lao xuống cùng A Mổ, Trăng Hàm và Nhị Nha vì anh đã nhìn thấy những con thiết nha lan và những con sư tử vô tâm đang theo dõi cũng đã lao xuống lúc này trăng hàm và nhị nha đã thể hiện sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cả hai đều thay ngô minh chặn lại một vài con thiết nha lan và sư tử vô tâm vì vậy ngô minh và a mổ đã thuận lợi lao vào phụ cận ba thẻ nâng cấp có xác chết ở khắp nơi một số quái vật còn sót lại ở ngoại vi được giao cho hai thức tỉnh giả ngô minh đương nhiên sẽ không quan tâm đến tính mạng của bọn họ các thẻ nâng cấp và mùi máu ở đây sẽ tiếp tục thu hút quái vật gần đó. Nhiệm vụ của hai thức tỉnh giả là để ngăn chặn những con quái vật đó, về việc liệu bọn họ có thể chống lại được hay không thì Ngô Minh không quan tâm. Chỉ cần nhận được thẻ nâng cấp, Ngô Minh sẽ rời đi ngay lập tức. Một con lợn rừng đầy gai dính đầy máu nhìn thấy Ngô Minh, lập tức lao tới gầm thét, nhưng chỉ vọt tới vài mét đã bị A Mổ đã xé toạc cổ họng ngã xuống đất dãy dụa sau khi ngô minh chém chết mấy con chuột lông gai cản đường đã lấy thẻ nâng cấp đầu tiên thành công nhưng hành động này dường như chọc giận những con quái vật còn lại chúng từ bỏ tranh đấu cùng nhau vây lại giết chết ngô minh đây là lý do tại sao ngô minh đợi đến khi lũ quái vật tàn sát lẫn nhau rồi mới lấy thẻ may mà số lượng quái vật hiện tại nằm trong phạm vi mà ngô minh có thể đối phó nếu có nhiều hơn nữa thì sẽ rất phiền phức trăng hàm và nhị nha đã bị bao vây bởi hàng tá quái vật ngô minh và a mổ cũng vậy có thể nói rằng ngô minh sẽ không bao giờ dám chiến đấu với lũ quái vật này ở cự ly gần nếu anh không có bộ giáp hợp kim nguyên khí nhưng ngay cả như vậy áo giáp hợp kim nguyên khí cũng liên tục bị nhiều loại quái vật khác nhau đánh trúng và bắt đầu bị hư hại lúc này a mổ đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái nó chủ động ban cho ngô minh một lớp thạch bị hộ thể ngô minh lập tức cảnh giác đột nhiên quay người lại hai tay ôm trước ngực Gần như cùng một lúc một con dao găm sắc bén đột nhiên từ trong bóng tối lao ra đâm thẳng vào Ngô Minh. Đây là một vụ ám sát bất ngờ, cả người Ngô Minh đều dựng cả tóc gáy. Con dao găm dễ dàng xuyên qua lớp thạch bị hộ thể, sau đó hơi chặn lại nhưng vẫn xuyên qua lớp áo giáp nguyên khí bằng hợp kim cắm vào cánh tay của Ngô Minh. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã bị đánh lén. Đối thủ cực kỳ kinh người, Ngô Minh ngay từ đầu cũng không để ý nếu không phải cảm ứng mạnh mẽ của a mổ sợ rằng hắn ta đã bị hắn đâm xuyên tim chẳng lẽ là hai người vừa rồi sao ngay khi ý nghĩ này xuất hiện đã bị ngô minh phủ nhận không thể nào bọn họ hoàn toàn không có thực lực như vậy sát thủ hiển nhiên đang chờ cơ hội hắn chọn lúc ít chú ý nhất đáng tiếc là hắn không biết khả năng của a mổ nếu không hắn ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức lần đầu tiên ngô minh ở trong tình huống như vậy anh phản ứng cũng không chậm lập tức siết chặt cơ cánh tay kẹp chặt con dao găm của đối phương vào cơ bắp. Gần như cùng lúc đó, thanh phế thổ quân đao trong tay kia của Ngô Minh chém mạnh về phía trước. Công kích và phản kích đều xảy ra trong nháy mắt, một đóa hoa máu đột nhiên xuất hiện ở hư không phía trước, một cánh tay bị chặt đứt ban một tiếng rơi trên mặt đất. Ngô Minh lúc này mới có thể nhìn rõ ràng phía trước có một người mặc áo choàng xa lạ, người này bị chính mình chặt đứt một cánh tay, ánh mắt ẩn trong áo choàng lộ ra vẻ khó tin. Rõ ràng, Đối thủ không bao giờ nghĩ rằng cuộc ám sát của mình sẽ thất bại, và Ngô Minh phản công chặt đứt một cánh tay ngay khi thất thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của gã hiện lên phẫn nộ và lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn đột nhiên rút dao găm ra, vọt tới trước bay ra ngoài khoảng cách 5-6 thước, sau đó nắm lấy thẻ nâng cấp rồi dùng hai chân nhảy ra khỏi hố, áo choàng trên người toát ra hào quang màu đen, khoảnh khắc tiếp theo biến mất không dấu vết như vô hình rõ ràng đối phương biết thực lực của mình giảm xuống rất nhiều sau khi bị cục tay, không thể nào là đối thủ có nhiều sinh vật nô bột như Ngô Minh, cho nên hắn nhanh chóng đoạt lấy thẻ nâng cấp cấp tốc đào thoát. A à, mổ, đuổi theo Ngô Minh không biết người này đến từ đâu, cũng không biết đối phương là ai, chỉ nhìn thấy ánh mắt căm hận của đối phương khi rời đi. Loại địch thủ này Ngô Minh không thể buông tha cho hắn, cho nên bất luận đối thủ là ai cũng nhất định phải giết hắn, nếu không sau này sẽ gặp phiền toái không ngừng a mổ nhận lệnh lập tức biến thành một bóng bạc đuổi ra ngoài cánh tay của ngô minh bị đâm thủng tuy nhiên vết thương không nghiêm trọng hắn ta lập tức triệu hồi thiết tượng và nhờ thiết tượng giúp dọn dẹp đám quái vật xung quanh đồng thời hắn ta nhảy ra ngoài bất ngờ đoạt vào tay thẻ nâng cấp cuối cùng đồng thời chém giết một con chuột lông gai lao tới có người thần không biết quỷ không hay tiếp cận mình thậm chí còn lấy thẻ nâng cấp sau khi bị thương nặng ngô minh phải đề phòng nên phải lấy thẻ nâng cấp trước Dựa vào thực lực cường đại của răng hàm, nhị nha và thiết tượng, Ngô Minh gần như có thể quét sạch những con quái vật còn lại ở đây. Sau khi Ngô Minh đi lên thì phát hiện hai thức tỉnh giả vẫn chưa rời đi, bọn họ đã chống lại lũ quái vật bị mùi máu hấp dẫn như lời hắn ta nói, thực lực của hai người này cũng không tệ, lúc này bọn họ chỉ bị thương chứ không chết. Họ vướng phải một bầy chuột lông gai, Ngô Minh nhờ răng hàm giết hết lũ chuột lông gai này thì hắc hổ và hắc quả phụ lập tức chạy lại tạ ơn. Ngô Minh biết hai người không thành tâm, nhưng không cần thất hứa giết bọn họ, hơn nữa Ngô Minh cần hai người này đối phó Ngụy Trấn Trưởng. Một bóng bạc bay tới đáp xuống vai của Ngô Minh, đó là A Mổ đã trở về sau khi truy đuổi kẻ thù. Nhìn thoáng qua Ngô Minh liền biết A Mổ không truy được người đàn ông mặc áo choàng nhưng cũng có một vài vết thịt trên móng vuốt của nó. Mặc dù hắn chạy thoát nhưng cũng bị trảo thương và cục một cánh tay, liệu đối phương có thể sống sót hay không vẫn là vấn đề lập tức rời khỏi đây hai người đi cùng ta biết rõ hậu quả của việc tranh mãnh vừa rồi ngô minh cũng không định đuổi theo người mặc áo choàng hắn ta có nhiều việc quan trọng hơn phải làm đó là dung hợp thẻ người đàn ông mặc áo choàng mang đến cho anh một thông tin vô cùng quan trọng đó là trên đời này vẫn còn những thức tỉnh giả mạnh mẽ thậm chí bọn họ còn biết chức năng của thẻ nâng cấp nếu không sẽ không tới đoạt lấy đối với ngô minh ngay lập tức được thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 2 và nhận được thẻ thiên ân thứ hai chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, hắn ta có cảm giác rằng người đàn ông mặc áo choàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngô Minh yêu cầu hắc quả phụ lái xe phía trước, anh ngồi ở phía sau, hắc hổ thì lái chiếc thứ hai, vì đề phòng hắn không thành thật Ngô Minh cho thiết tượng và nhị nha ngồi chung xe hắn, cho dù là mảnh hổ cỡ nào cũng không dám dở trò. Hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường, ngô minh không có lựa chọn về điểm tập kết vinh trấn mà lại chọn đi đến một nơi hẻo lánh không lâu sau khi đám người ngô minh rời đi thì có ba thức tỉnh giả đi đến đây một trong số họ mặc một chiếc áo choàng đen kỳ lạ nhưng bị cục một cánh tay ngoài ra còn có một số dấu móng vuốt sâu trên mặt chính là người đã tấn công ngô minh trước đó ảnh ma cao thủ mà ngươi nhắc tới đâu ta xem ra là ngươi thất bại lại bịa ra người như vậy để trốn tránh trách nhiệm một thanh niên bộ dáng âm trầm cười lạnh nói người này sắc mặt trắng bệch đến dọa người trên người hắn ta còn bốc ra một mùi hôi thối kẻ dưỡng thi đừng đánh rắm ở đây ta không cần bị chuyện vô nghĩa với ngươi người đó cực kỳ mạnh mẽ lại có ba sủng vật cường đại ngay cả thực thi quỷ của ngươi cũng không nhất định là đối thủ của sủng vật hắn ta chính vì vậy ta mà mất đi một cánh tay cũng bị để lại một vết sẹo trên mặt dù thế nào cũng phải báo thù này vẻ mặt của người gọi là ảnh ma đó trở nên dữ tợn Hắn tuy rằng cường đại nhưng cũng không thể mọc ra cánh tay bị cục, tự nhiên rất hận kẻ đã chặt đứt cánh tay của mình. Lúc này, thức tỉnh giả thứ ba mới lên tiếng. Những thứ này không quan trọng, điều quan trọng là thiếu hai thẻ nâng cấp. Ban đầu, ba thẻ này là một cho mỗi người trong số ba chúng ta mà bây giờ ảnh ma chỉ lấy được một cái. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là lấy lại hai thẻ nâng cấp đó. Ảnh ma, bất kể như thế nào thì ngươi cũng đã thất thủ, Ngươi phải lấy lại những thẻ còn lại và giết chết đối phương. Còn thẻ ngươi lấy được ta sẽ mang nó đi giao cho tổ chức, kẻ dưỡng thi, ngươi và ảnh ma cùng nhau hành động, sủng vật của ngươi có thể bù đắp cho thực lực thiếu hụt của hắn. Hãy nhớ rằng tổ chức không hỗ trợ những kẻ vô dụng, bất kể đối phương ra sao cũng không thể cường đại hơn các ngươi, nếu sự tình làm không tốt các ngươi cũng không cần quay trở lại. Thức tỉnh giả vừa nói với sắc mặt âm trầm, rõ ràng là người mạnh nhất cả ảnh ma và kẻ dưỡng thi đều không dám phản bác mệnh lệnh của hắn ta sau khi thức tỉnh giả nói xong hắn ta cầm thẻ nâng cấp xoay người rời đi căn bản không để ý tới ảnh ma và kẻ dưỡng thi cho đến khi hắn ta rời đi kẻ dưỡng thi cười lạnh điểm ra một tạp phiến đồng thời lấy ra ba thẻ để kích hoạt ba thẻ nhanh chóng biến thành ba con thực thi quỷ cả người đều là thịt thối rửa và có cặp răng nanh dài khắp nơi đều có xác chết ăn sạch sẽ rồi phân biệt mùi của đối phương dẫn chúng ta đi tìm hắn kẻ dưỡng thi cười nói sau đó ba con thực thi quỷ lao tới xác quái vật trên đất cắn nuốt tất cả kẻ dưỡng thi không ngờ ngoài việc có thể ăn xác chết thì con thực thi quỷ của ngươi lại có cái mũi tốt như vậy giống như một con chó vậy khạch khạch ảnh ma có vẻ không thích kẻ dưỡng thi cười lạnh giọng điệu tràn ngập trêu chọc nếu ngươi có thể làm việc gọn gàng thì bây giờ không cần phải dựa vào chó của ta để giúp ngươi tìm người kẻ dưỡng thi cũng đối chọi gay gắt ảnh ma nghe xong cũng cười lạnh không nói lời nào mấy phút sau ba con thực thi quỷ gầm lên một tiếng bò về một hướng kẻ dưỡng thi hai mắt sáng lên vội vàng đi theo tuy rằng ảnh ma có chút khinh thường nhưng cũng đi theo sau tuy rằng hai người không ưa nhau nhưng cũng biết hiện tại nhất định phải phối hợp tổ chức cử ba người đi lấy thẻ nâng cấp rơi xuống đây nếu không đạt được nhiệm vụ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng điều này đã rất rõ ràng từ ngày họ gia nhập tổ chức lúc này Ngô Minh đã đến một thung lũng cách đó hơn 10 cây số, đây là trại của bộ tộc nhận ban đầu, hiện tại đã hoang tàn bắt quá lại vừa vặn cho hắn ta dung hợp thể nâng cấp trong lều. Lần này tổng cộng Ngô Minh nhận được hai thẻ nâng cấp, có thể đã vượt quá dự kiến của Ngô Minh, nhưng mà thẻ nâng cấp thứ ba bị lấy đi thật đáng tiếc, nếu không thu hoạch còn lớn hơn. Bên ngoài lều, Ngô Minh kêu răng hàm và nhị nha ở lại bên ngoài, còn có hai thức tỉnh giả là hắc hổ và hắc quả phụ, hai người này một chút cũng không dám rời đi, dù có chạy nhanh đến đâu cũng không nhanh hơn răng hàm và nhị nha, bọn họ chỉ có thể thành thật ở bên ngoài. Đối với Ngô Minh, hai người không còn dám có ý nghĩ gì khác, chỉ có thể kính sợ. Lấy ra hai thẻ nâng cấp khó giành được, Ngô Minh nhìn vào mô tả ở trên. Thẻ nâng cấp cấp 2 Ám đạo giống như kiếp trước, có thể nâng cấp lên cấp 2. Thật không may, thẻ nâng cấp cần thiết cho cấp 1 nâng cấp lên cấp 2 và cấp 2 nâng cấp cấp 3 thì khác. Việc nâng cấp 2 lên cấp 3 yêu cầu thẻ nâng cấp cấp 3, nếu không hai thẻ này sẽ đủ để hắn ta tăng lên cấp 3. Hiện tại, bản thân hắn ta phải sử dụng một thẻ và Ngô Minh dự định sử dụng thẻ còn lại cho A Mổ. Muốn kích hoạt thẻ nâng cấp thì phải bổ sung toàn bộ nguyên khí, Ngô Minh có kinh nghiệm kiếp trước nên lần này quen rồi. Theo phỏng đoán của anh có thể thành công tiến lên thức tỉnh giả cấp 2 trong tối đa là 20 phút. Về phần a mổ, có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng sinh vật thể có phương pháp riêng nên Ngô Minh không cần lo lắng về điều đó. Trong toàn bộ quá trình, Ngô Minh tiến hành một cách có trật tự, anh luôn luôn có cảm giác người đã tấn công mình lúc trước nhất định sẽ tìm đến, cho nên Ngô Minh không có quay lại địa điểm tập kết mà chọn một nơi hoang vắng như thế này. Chỉ cần thăng cấp thành công trở thành thức tỉnh giả cấp 2, nếu đối phương dám tới thì Ngô Minh chắc chắn sẽ hoàn toàn giết chết đối phương và loại bỏ phiền phức trong tương lai vĩnh viễn. 15 phút sau, thẻ nâng cấp trước mặt Ngô Minh đã được bổ sung toàn bộ 24 đơn vị nguyên khí, ngay sau đó thẻ nâng cấp biến thành một quả cầu nguyên khí đầy màu sắc và ngay lập tức xuyên vào cơ thể Ngô Minh. Bùng! Ngô Minh chỉ cảm thấy tai mắt sáng suốt, đầu óc như được một lực cường hóa, khả năng tư duy cũng tiến bộ rất nhiều, như được luyện khí, mật độ xương và cơ lại tăng lên, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Cánh tay bị đâm trước kia cũng trở lại như cũ, cảm giác thập phần kỳ diệu, thậm chí là mỹ diệu. Nếu không phải vì hiện tại không cho phép Ngô Minh thật sự muốn nhảy dựng hét lên. Cuối cùng, thăng cấp cũng thành công. Ngô Minh nhẹ nói, kiếp trước anh phải mất hơn 2 năm mới có thể trở thành thức tỉnh giả cấp 2. Đời này, anh chỉ dùng nửa năm, nhất định chính là hàng thức tỉnh giả đầu tiên được thăng cấp. Sự khác biệt giữa những thứ này hoàn toàn có thể nói là cách biệt thế giới. Trước mặt anh từ từ tụ lại thành một vòng xoáy nguyên khí, rồi một lá bài nổi lên đây là thẻ thiên ân thứ hai mà thức tỉnh giả có được sau khi thăng cấp. Cũng giống như lần đầu tiên, thẻ thiên ân thứ hai vẫn được tạo ngẫu nhiên, nhưng thức tỉnh càng sớm thì thẻ nhận được càng tốt và trăm phần trăm là thẻ cấp 2. Vừa vươn tay chọc lấy, Ngô Minh cầm lấy tấm thẻ này trong tay liếc mắt nhìn, cho dù Ngô Minh đã chuẩn bị tâm lý nhưng khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên. Vậy mà ta lại rút ra được thẻ này. Ngô Minh nhìn hình minh họa một xác sống đang bò ra từ trong mộ, trong lòng thầm nghĩ mình thật may mắn. Hồi sinh vong linh, thẻ phép cấp 2, có thể hồi sinh một sủng vật đã chết thành một sinh vật có thuộc tính vong linh và yêu cầu 6 thẻ huyết nhục để kích hoạt. Khi thành thạo phép thuật này, tử vong sẽ không còn đáng sợ. Ngô Minh đã từng nghe nói kiếp trước có người lấy được loại thẻ phép này, khi bị kẻ thù bao vây thì chắc chắn sẽ thua, nhưng cuối cùng anh ấy đã hồi sinh một sủng vật mạnh mẽ và lật ngược tình thế bại trận. Đây là một thẻ phép mạnh mẽ, không có nghi ngờ gì về nó, nhưng Ngô Minh hiện tại không thể sử dụng nó. Liếc nhìn A Mổ bên cạnh, gia hỏa này đã bước vào trạng thái hóa đá, thể nâng cấp treo lơ lửng trên đầu không ngừng bị nó hấp thụ, có vẻ như việc thăng cấp chỉ có thể hoàn thành trong vòng 10 phút. Thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2 khiến cho thực lực của Ngô Minh đã vượt xa kiếp trước, lúc này để thiết tượng tiến vào giúp mình sửa chữa áo giáp sắc hợp kim nguyên khí, sau đó nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh trong cơ thể của mình hơn 5 lần của một người bình thường. Ngoài ra, lượng nguyên khí trong cơ thể của hắn ta cũng tăng từ 24 đơn vị lên 32 đơn vị. Tầm quan trọng của nguyên khí đối với thức tỉnh giả là điều hiển nhiên. Có thể tạo và sử dụng nhiều thẻ mạnh hơn, đồng thời sức chịu đựng khi chiến đấu mạnh hơn nhiều so với thức tỉnh giả cấp 1. Đúng lúc này, trăng hàm bên ngoài phát ra tiếng gầm gừ, sau đó truyền đến tiếng đánh nhau. Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh là kẻ thù đã ám sát mình trước đó đã đến, nhưng hắn ta không hề hoảng sợ, đầu tiên hắn ta lấy ra một thẻ nhện săn mồi để triệu hồi nó, để hai con nhện săn mồi lặng lẽ bò ra ngoài, theo sau thì nắm lấy thanh phế thổ quân đao bước ra ngoài cùng với thiết tượng. Bên ngoài, Trăng Hàm và Nhị Nha đang chiến đấu với ba con quái vật có vẻ ngoài kỳ lạ. Ngoại hình của ba con quái vật này cũng đáng sợ không kém gì những trùng nhân, đến nỗi hắc hổ cùng hắc quả phụ đã ngã trên mặt đất, cổ bị cắn nát sớm đã khí tuyệt thân vong, hai người bọn họ có lẽ ở điểm tập kết là một phương hảo thủ nhưng dưới tình huống như vậy cùng người thường không có gì khác nhau chiến bộ thực thi quỷ ngô minh nhìn kỹ diện mạo của ba con quái vật và ngay lập tức nhận ra chúng đây là một sủng vật hắc ám nổi tiếng như mộ địa cự ma Ly nhưng nó còn mạnh hơn cả mộ địa cự ma Ly. nó là một sủng vật rất nổi tiếng trong tân thế giới dĩ nhiên có sủng vật như thế này thì chủ nhân cũng thuộc hàng cao thủ kiếp trước ngô minh chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng bây giờ Ngô Minh dám nói rằng sức mạnh của hắn ta đã thuộc vào nhóm hàng đầu trong số thức tỉnh giả, bởi vì răng hàm và nhị nha hiện đang ký sinh trong cơ thể của các chiến binh thổ dân, sức mạnh của chúng mạnh hơn so với những con chiến bộ thực thi quỷ này. Vào lúc này, nếu chiến đấu thì răng hàm và nhị nha đủ thực lực để cuốn lấy bọn chúng. Vậy hắc hổ và hắc quả phụ đã chết như thế nào? Nghĩ đến thức tỉnh giả có thể đánh lén, Ngô Minh mỉm cười lập tức vung thanh phế thổ quân đao chém về phía bên trái, quát lớn, lúc trước ngươi đã đào tẩu rồi, giờ đây lại dám đến tìm chết. Phế thổ quân đao soảng một tiếng chém trúng ngay một con dao găm, một số tia lửa bắn tung tóe. Ngô Minh trực tiếp buộc ảnh ma đang dựa vào chiếc áo tràng kỳ lạ để tấn công ám sát lộ nguyên hình. Ngô Minh đã được thăng cấp trở thành thức tỉnh giả cấp 2, năm giác quan của anh đã được cải thiện bao gồm cả khứ giác. Chiếc áo tàng hình của đối phương quả thật là lợi hại, đến vô ảnh đi vô tung không dấu vết rất khó nắm bắt nhưng cũng không thể loại bỏ được mùi máu tanh trên người hắn. Dù có ẩn thân thế nào thì ảnh ma với một cánh tay bị cục cũng không thoát khỏi cái mũi của Ngô Minh, cho nên lúc đánh lén đã bị nhìn thấu. Thật ghê gớm, ngươi lại biết về chiến bộ thực thi quỷ và chặt đứt một cánh tay của ảnh ma lúc trước, ngươi cũng có chút thực lực và kiến thức, nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại đắc tội với chúng ta, hôm nay ngươi sẽ phải chết. Tất nhiên nếu người sẵn sàng dân tất cả sủng vật của ngươi chuyển giao cho chúng ta thì có thể tha cho ngươi một mạng. Ở phía xa, một thanh niên xanh sao xuất hiện, thưởng thức một tấm thẻ trong tay sau đó kích hoạt, tấm thẻ biến thành một cây trượng nhỏ toát ra một mùi hôi khó tả. Kẻ dưỡng thi, cho dù ngươi muốn thả hắn thì ta cũng không đồng ý, ta nhất định phải giết tên tiểu tử này. Ảnh ma bị ngô minh đẩy lui một lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chưa từng thất bại hai lần liên tiếp trong tay một người, hận ý đối với ngô minh trong lòng cũng khó hóa giải. Nghe được đối thoại giữa hai người, ngô minh chế nhạo, thật nực cười, xem ra ngươi thật có thể giết ta sao. Nếu như hai ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho các ngươi. Ngô Minh nói xong liền truyền lệnh cho thiết tượng tấn công ngay lập tức. Nếu đối phương đã đánh tới, Ngô Minh nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết, thực lực của hai thức tỉnh giả này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải đã thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2, một mình đối phó với hai thức tỉnh giả này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại hắn ta rất tự tin sẽ giết được hai thức tỉnh giả này. Chỉ với sự gia tăng sức mạnh và tốc độ kết hợp với áo giáp nguyên khí bằng hợp kim và thanh phế thổ quân đao, bản thân Ngô Minh đã là một vũ khí cực kỳ đáng sợ, càng không nói đến sủng vật cường đại giúp hắn ta luôn có ưu thế. Theo mệnh lệnh của Ngô Minh, Thiết Tượng lao thẳng về phía kẻ dưỡng thi ở đằng xa, thấy sức mạnh cơ thể đối phương vẫn bình thường nên Thiết Tượng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, truyền thức tỉnh giả được gọi là ảnh ma thì Ngô Minh đã lên kế hoạch để đối phó với hắn. Không biết xấu hổ ảnh ma nổi giận đùng đùng tuy rằng bị ngô minh chém đứt một cánh tay nhưng hắn vẫn cho rằng là do mình đánh giá thấp đối phương cho dù là trong tổ chức sức mạnh cận chiến của hắn cũng thuộc hàng đầu trong bảng xếp hạng nếu chính diện cùng đối phương kích đấu có thể giết đối phương dễ như trở bàn tay hiện giờ những sủng vật của đối phương đều đã bị kiềm chế đây là thời điểm tốt nhất để giết đối phương nghĩ đến đây ảnh ma lập tức thể hiện hết khả năng của mình mặc dù chỉ còn một cánh tay nhưng con dao găm bay lên lao xuống như một bóng ma, hóa thành từng đạo hàng quang bao trùm lấy Ngô Minh. Nếu so sánh thì đấu pháp của Ngô Minh hơi hoang dã nhưng Ngô Minh lại có nhiều kinh nghiệm, tuy ít hoa mỹ hơn nhưng lại thực dụng hơn, đấu pháp này thực chất dùng để kiềm hãm sự tấn công dồn dập của đối thủ. Ngô Minh thừa nhận rằng lối đánh cận chiến của đối thủ rất lợi hại, nhưng bản thân hắn ta cũng không kém, chưa kể anh còn có lợi thế về áo giáp và vũ khí cả hai có lối tấn công và phòng thủ lẫn nhau ảnh ma tấn công lắc léo và khó đoán nhưng ngô minh đại khai đại hợp dũng mãnh phi thường ngô minh có lợi thế về sức mạnh và tốc độ nhanh chóng áp chế ảnh ma hắn ta dù có xoay sở đến đâu cũng vô pháp lật ngược tình thế đây là điều mà lúc đầu ảnh ma này không hề nghĩ tới gia hỏa này sao có thể cường đại như vậy đúng rồi hẳn là hắn đã dùng thể nâng cấp để trở thành thức tỉnh giả cấp 2, Bất quá cũng không có khả năng a, à. người trong tổ chức nói rằng thức tỉnh giả muốn dùng thẻ nâng cấp ít nhất cũng phải mất một tiếng, bây giờ mới có nửa tiếng kể từ khi hắn lấy được thẻ, tuyệt đối không thể. Ảnh ma trong lòng kinh hải không thôi, hiện tại mặc kệ như thế nào hắn cũng phải thừa nhận, bản thân chỉ còn một tay rõ ràng không phải là đối thủ của anh chàng này, vậy là hắn liền nghĩ đến việc phải nhờ kẻ dưỡng thi đến hỗ trợ. Chỉ là lúc này kẻ dưỡng thi cũng đang bị thiết tượng trấn áp, Tuy rằng với quyền trượng trong tay hắn có thể phóng ra ma pháp công kích khá mạnh nhưng cũng không thể đánh bại được thiết tượng. Lúc này ảnh ma đã không thể chống đỡ, bởi vì lực lượng không đủ, hắn thậm chí không dám chiến đấu với Ngô Minh, con dao găm trong tay với độ cứng 2 điểm còn xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu tan vỡ. Điều này gần như không thể xảy ra trong trí tưởng tượng của ảnh ma, phải biết rằng con dao găm của hắn là vũ khí được tổ chức đặc biệt chế tạo và nó chưa bao giờ bị tổn hại vậy mà đánh không lại quân đao trong tay của đối thủ quân đao này độ cứng là bao nhiêu ngay sau đó ngô minh lướt nhanh tới vung đao chém thẳng vào đầu hắn ta ảnh ma vội vàng dùng dao găm chặn lại lần này con dao găm của hắn vang lên tiếng cách trực tiếp bị chém làm đôi và thanh phế thổ quân đao đã chém một đường dài trên ngực hắn ta ảnh ma hét lên hắn lúc này thật sự rất sợ hãi không ngờ người này lại cường đại như vậy gần như ngay lập tức ảnh ma nảy sinh ý định tẩu thoát mặc dù bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng hắn tin rằng dựa vào chiếc áo choàng bóng tối nhất định có thể trốn thoát về phần kẻ dưỡng thi thì hắn không quan tâm nghĩ vậy ảnh ma lập tức lui về phía sau sau đó dùng áo choàng che thân biến mất ở trong không trung muốn chạy sao không dễ như vậy bắt lấy hắn ngô minh vốn đã đề phòng động tác của đối phương lập tức ra lệnh gần như cùng lúc đó một con nhện săn mồi đã bí mật bò đến vùng lân cận phun ra hai mạng nhện khổng lồ, bao phủ khu vực xung quanh 7-8 mét. Lần này, ảnh ma dù tốc độ cực nhanh, lại có thể ẩn thân cũng vô dụng. Áo choàng của ảnh ma đích xác là thần kỳ, nó có thể khiến người ta vô hình, nhưng lại không thực sự biến mất, vì vậy lập tức bị mạng nhện quấn vào, phản phất như một con cái bánh trưng rơi trên mặt đất vậy. Kẻ dưỡng thi đang giao chiến với thiết tượng ở đằng xa lập tức chấn động, không ngờ ngô minh lại có thể che giấu một sát thủ giản như vậy quả thực hiệu quả chiến đấu của nhện săn mồi không cao ngay cả người bình thường cũng có thể dùng súng bắn chúng nhưng theo quan điểm khác sức mạnh của nhện săn mồi là rất lớn điều đặc biệt của nó là có thể phun ra tơ nhện mới chính là giá trị lớn nhất của chúng ban đầu ngô minh không bày ra con ác chủ bài này vì hắn ta sợ nếu mình mắc sai lầm sẽ để ảnh ma thoát ra ẩn thân đào tẩu lúc đó thì ngay cả a mổ cũng không bắt được Hiện tại, Ngô Minh đã bắt giữ thành công đối thủ, bước tiếp theo là dùng toàn lực đối phó với những kẻ địch còn lại. Giây phút tiếp theo, Ngô Minh bước tới cắm thanh phế thổ quân đao vào cổ ảnh ma nhanh như chớp, giết chết thức tỉnh giả mạnh mẽ. Tơ nhận của nhện săn mồi sẽ yếu dần theo thời gian, lúc đó đối thủ có thể sẽ thoát ra được, vì vậy an toàn nhất là giết trước. Ngươi vậy mà dám giết chết ảnh ma. Ngươi chết chắc rồi, giết người trong tổ chức ngươi hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Kẻ dưỡng thi đối diện chấn động lập tức lấy ra một thẻ bài, có vẻ như đã hạ quyết tâm kích hoạt thẻ. Không thể tưởng tượng được lại có người cường đại như ngươi ở bên ngoài tổ chức, đây là ngươi ép ta. Ngươi có biết tại sao ta được gọi là kẻ dưỡng thi không? Bây giờ ta sẽ cho người thấy nỗi kinh hoàng thực sự là gì? Tấm thẻ trên tay kẻ dưỡng thi phanh một tiếng hóa thành màn sương đen và màn sương đen ngay lập tức cuốn lấy hắn ta. Khi màn sương đen tan biến, kẻ dưỡng thi biến thành một con thực thi quỷ khổng lồ. Với chiều cao hơn 2 mét, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, không giống như những con thực thi quỷ thông thường, cơ bắp của hắn ta cực kỳ khỏe và ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Thể biến thân, kẻ dưỡng thi này lại có vật như vậy. Ngô Minh cũng kinh ngạc nhìn kẻ dưỡng thi biến thành thực thi quỷ. Không có nhiều thể có thể biến thân thức tỉnh giả, có thể nói là rất hiếm, không ngờ rằng kẻ dưỡng thi này lại có một cái. Thể biến thân có thể nâng cao thực lực của thức tỉnh giả, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều thậm chí còn định mua một lần ở nhà đấu giá, nhưng lúc đó có một số sai sót nên không thành công. Nhưng trong mọi trường hợp, thẻ biến thân là một thẻ cực kỳ mạnh mẽ, mà trong tay kẻ dưỡng thi hẳn là thẻ biến thân thực thi quỷ. Bá một tiếng, con nhện săn mồi phun ra một luồng tơ nhện cuốn lấy kẻ dưỡng thi đã biến đổi, nhưng chưa đầy một giây đối phương đã thoát ra được. Khoảnh khắc tiếp theo, kẻ dưỡng thi nhảy qua thiết tượng lao thẳng đến ngô minh. Rõ ràng, nếu đối phương giết tới, ngô minh tuyệt đối không thể là đối thủ của kẻ dưỡng thi đã biến thân ngay cả bộ áo giáp hợp kim nguyên khí trên người cũng không thể chống lại một trảo của đối thủ ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có ác chủ bài sao ngô minh biết mình không phải là đối thủ của kẻ dưỡng thi sau khi biến hình hắn ta lập tức lấy ra một thẻ cùng bạo và kích hoạt nó bốn lần thẻ nguyên khí không đủ nên ngô minh chế tác thẻ ngay tại chỗ dù sao hiện tại lượng nguyên khí của hắn ta cũng đủ dùng đối tượng thi pháp là răng hàm nhị nha, thiết tượng và chính hắn ta. Cùng bạo, tăng một điểm sức mạnh và tốc độ, đừng coi thường lần tăng một điểm này, trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh do lần tăng này mang lại là cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc, bao gồm cả ngô minh, trăng hàm, nhị nha và thiết tượng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ tươi, trăng hàm và nhị nha gầm lên, ba con thực thi quỷ vốn đang ở thế bất lợi nhanh chóng bị đánh bại, thiết tượng lại càng bước tới đập đại thiết chú y vào kẻ dưỡng thi dưới hình dạng một con thực thi quỷ bản thân ngô minh thì dùng tốc độ tăng lên để tránh đòn của đối thủ chờ đến khi răng hàm và nhị nha bước ra trở về bốn chọi một cho dù kẻ dưỡng thi có mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được số phận thất bại của mình kẻ dưỡng thi nghĩ rằng sau khi sử dụng thẻ biến thân thực thi quỷ hắn ta có thể lập tức đảo ngược thất bại chỉ cần hắn ta giết được thức tỉnh giả thì mọi rắc rối đều có thể được giải quyết Đáng tiếc hắn đã dốc cạn vốn liếng vẫn không ngờ Ngô Minh lại có ác chủ bài. So với thẻ biến thân thực thi quỷ của mình, thẻ phép cuồng Bạo thực sự không có gì đáng nói, nhưng đôi khi tác dụng của thẻ cuồng Bạo chắc chắn có thể vượt xa thẻ biến thân. Với sự phụ trợ của hiệu ứng cuồng Bạo, Ngô Minh đang nghe truyện trên TV audio CV có thể tránh né và trì hoãn một thời gian. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Kẻ dưỡng thi lúc này đầy vết thương, trong mắt đầy sát khí tức giận hắn hét lên dùng móng vuốt sắc bén tấn công ngô minh một cách liều lĩnh bởi vì đòn tấn công quá mức mãnh liệt móng vuốt sắc bén thậm chí xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai nếu là thức tỉnh giả cấp một tuyệt đối không thể trốn thoát kẻ dưỡng thi này hiển nhiên có ý định đồng quy vu tận với ngô minh chỉ là sau khi ngô minh thăng cấp tốc độ và phản ứng của hắn ta đã tiến bộ rất nhiều giờ phút này tay mắt lanh lẹ cả người cơ bắp bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ anh lách mình nháy mắt tránh thoát đồng thời hai tay rót lực một thanh đao cắm ngay vào xương sườn của kẻ dưỡng thi nhất thời mùi máu tanh nồng nặc phun ra kẻ dưỡng thi thân thể trọng thương liền suy yếu trong phút chốc bị răng hàm và nhị nha vọt tới giết chết ngay tại chỗ mặc dù ngô minh rất tò mò về nguồn gốc của hai thức tỉnh giả nhưng anh chưa chắc có thể bắt sống được đối phương nên chỉ có thể giết ngay cho an toàn một trong hai thức tỉnh giả được gọi là ảnh ma và người còn lại tên là kẻ dưỡng thi rõ ràng là mật danh, bọn họ đã đề cập đến tổ chức, đại biểu cho cái gì Ngô Minh cũng không biết, bất quá khẳng định có quan hệ bí mật nào đó. Tất nhiên, đây đều là suy đoán của Ngô Minh và nó có thể không chính xác. Đối với Ngô Minh, những thứ này đều không quan trọng, hắn ta chỉ quan tâm đến thực lực của bản thân. Làm Ngô Minh thất vọng chính là hắn ta không tìm thấy thẻ nâng cấp từ xác của ảnh ma và kẻ dưỡng thi, rõ ràng đối phương còn có đồng bọn. Ngô Minh lập tức cảm thấy bất an, Xuất thân của đám người này thật bí ẩn, chưa nói đến thực lực cường đại, thế nhưng bọn họ còn biết đến sự tồn tại của thể nâng cấp. Ngô Minh cảm thấy chính mình có lẽ gặp phải đại phiền toái, nhưng là đối phương trêu chọc hắn ta trước, như vậy không phản kháng chẳng lẽ còn chờ chết sao? Nếu đã giết hai người này, Ngô Minh cũng không ngại kết thù. Không có gì có giá trị trên người kẻ dưỡng thi, nhưng áo choàng đêm tối trên người của ảnh ma là một trang bị rất tốt. Sau khi hóa thẻ Ngô Minh liền thấy thấy thuộc tính của thẻ trang bị. Áo choàng đêm tối, thẻ trang bị cấp 1 có màu xanh lam, chất lượng xuất sắc. Lần sử dụng đầu tiên cần 24 đơn vị nguyên khí, sau đó không cần tiêu hao thêm, độ cứng 1, độ dẫn nguyên khí 10%. Dưới màn đêm, truyền nguyên khí vào áo choàng đêm tối sẽ vô hình. Ngô Minh xem qua liền biết mặc dù chọc phải phiền toái thì cũng đáng giá. Mặc dù áo choàng đêm tối này chỉ có sức phòng ngự trung bình và độ cứng một chút, nhưng lại có khả năng vô hình vào ban đêm. Cách không được ảnh ma có thể đến vô ảnh đi vô tung, không có dấu vết. Chỉ là tốc độ dẫn truyền nguyên khí của thứ này không cao, tức là khi sử dụng nó vô hình cũng sẽ tiêu hao nguyên khí, tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một trang bị cực kỳ tuyệt vời. Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường, A mổ cũng thăng cấp thành công và trở thành sinh vật cấp 2, nhưng ngoài việc tăng cường thuộc tính, nó không thêm khả năng đặc biệt như nuốt ngọc bích nhưng dù vậy sức mạnh của a mổ nếu một chọi một có thể dễ dàng giết chết răng hàm hoặc nhị nha tại thời điểm này thiết tượng chất lượng cam đã trở thành yếu nhất nhưng giá trị của hắn ta thể hiện ở chế tác trang bị và hắn ta sẽ ngày càng ít được sử dụng trong các trận chiến trong tương lai điểm tập kết vinh trấn văn bác dẫn đầu một nhóm thức tỉnh giả và thuộc hạ của hắn ta bao vây tòa nhà nhỏ nơi ngô minh sống theo suy nghĩ của hắn ta thì thức tỉnh giả tên là ngô minh chắc chắn đã chết trong tay của đám người hắc hổ một khi đã như vậy văn bác có ý định cướp đi người phụ nữ khiến trái tim hắn rung động để từ từ hưởng thụ văn ca các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh của ngươi một tên thủ hạ bước lên nhẹ giọng nói văn bác không đợi được nữa ngay từ khi nhìn thấy người phụ nữ đó hắn đã có chút mê hoặc khí chất anh hùng lạnh lùng cùng vóc dáng người thon thả khiến hắn thần hồn điên đảo vì vậy hắn ta không ngần ngại dùng sức mạnh của Ngụy Trấn Trưởng để cướp đi người phụ nữ đó. Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì động thủ đi, nhớ đừng làm tổn thương nữ nhân bên trong, ta muốn cô ta còn sống, khi nào xong việc sẽ được thưởng. Văn Bác vất vất tay lập tức thủ hạ dùng xe lao thẳng vào cổng sân. Thích Đình chưa bao giờ ngủ, từ khi Ngô Minh rời đi đột ngột, cô ấy không thể ngủ được vì vậy cô ấy vẫn luôn ở trước giường của Diệp Tử Hân. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn cô ta vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài kiểm tra phát hiện trung niên ban ngày cùng một đám thủ hạ đằng đằng sát khí xông vào sân ngay lập tức cô biết ngay có chuyện không tốt bây giờ ngô minh đi vắng cô ta không thể tự mình ngăn cản những người này nếu chỉ có mình cô ta cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng nhưng còn có diệp tử hân nàng vẫn đang hôn mê cô có thể liều mạng chiến đấu với kẻ địch nhưng diệp tử sơn thì sao ngay sau đó thích định nghĩ tới khi họ vừa chuyển đến ngô minh đã từng nói với cô ấy rằng có một tầng hầm trong ngôi nhà này chủ nhân trước đây của ngôi nhà đã thực hiện một số hoạt động bất hợp pháp ở tầng hầm đó là in một số hóa đơn và tài liệu giả nên tầng hầm này được giấu rất kỹ ai không biết chắc chắn sẽ không nghĩ rằng lối vào tầng hầm được giấu dưới tủ quần áo không do dự thích định vác diệp tử hân đang bất tỉnh và trốn vào tầng hầm giấu trong tủ quần áo vừa trốn văn bác liền dẫn người xông vào nhưng tất nhiên là không có tìm được người mẹ kiếp, nhất định là ẩn nấp rồi, tìm cho ta. Văn Bác có chút khó chịu, nhưng thuộc hạ lục soát trong tòa nhà nhỏ cũng tìm không thấy ai. Cũng nhờ chủ nhân ban đầu của tòa nhà nhỏ làm lối vào tầng hầm bị che khuất, đồng thời gián tiếp giúp đỡ đám người thích đình. Sau đó, Văn Bác tức giận ra lệnh thiêu rụi tòa nhà nhỏ. Người đầu tiên nhận được tin này là Giang Trì, hắn đang đau đầu vì mấy ngày nay thuộc hạ của hắn lần lượt bị giết, tự nhiên biết ai là kẻ đứng sau lưng. Giang Trì biết sớm muộn gì mình cũng sẽ có một trận chiến với Ngụy Trấn Trưởng, ai chiến thắng sẽ là người thống trị tụ điểm Vinh Trấn. Vì vậy, mấy ngày nay hắn đã ẩn nhẫn không phát đồng thời cấp tốc tuyển thủ hạ chuẩn bị đại chiến với đối thủ. Ngụy Trấn Trưởng đang xử lý cấp dưới của hắn, còn hắn thì tăng tốc kiểm soát toàn bộ nguồn thịt của Vinh Trấn, chỉ cần kiểm soát được lương thực, Giang Trì tin rằng sẽ có nhiều người đến nương tựa vào mình. Kỳ thật mấy ngày nay hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Ngụy Trấn Trưởng đang ngầm dở trò, Giang Trì hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, bây giờ cho dù có đối đầu với đối phương thì Giang Trì cũng không sợ hãi, hiện tại hắn đang tìm cơ hội để hoàn toàn ngã bài với Ngụy Trấn Trưởng, kết thúc đoạn ân oán này. Nhưng không ngờ ngay lúc này, hắn nghe báo cáo từ cấp dưới của mình, nói rằng Văn bác, một nhân vật cấp sư đoàn quân sự dưới quyền Ngụy Trấn Trưởng dẫn người đến đốt tòa nhà nhỏ của Ngô Minh. Giang Trì ngay lập tức nhận ra rằng thời cơ đã đến. Muốn nói Giang Trì nhìn không thấu nhất chính là Ngô Minh này thực lực đối phương cho dù là chính mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cũng may mà bọn họ đã trở thành bằng hữu. Giang Trì hiểu rõ tính cách của Ngô Minh ở một mức độ nào đó, đó là đối xử tốt với người của mình, đối với kẻ thù thì tàn nhẫn hạng nhất, ngoài ra thực lực của Ngô Minh là mạnh nhất trong những người mà Giang Trì từng gặp qua. Một mình giết nhóm A Băng, mang theo mình đồ sát cả tộc nhện. Giang Trì đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Ngô Minh, dù cũng là thức tỉnh giả nhưng Giang Trì dám đảm bảo tất cả thức tỉnh giả của mình hợp lại với nhau cũng e rằng không phải là đối thủ của Ngô Minh. Ngụy Trấn Trưởng thực sự đã phái người đến đốt tòa nhà nhỏ của Ngô Minh, đây không phải là đang tán tỉnh thần chết sao? Nghĩ đến đây, Giang Trì liền chế nhạo, thầm nghĩ Ngụy Trấn Trưởng quả thật tự làm bậy không thể sống, liền gọi tâm phúc của mình yêu cầu tập hợp toàn bộ thuộc hạ, chuẩn bị động thủ với Ngụy Trấn Trưởng. Giang Trì mấy ngày nay ẩn nhẫn không phát chính là làm các loại chuẩn bị hiện tại hắn nắm chắc cho dù giết được ngụy trấn trưởng trong thời gian ngắn cũng có thể chiếm toàn bộ tụ điểm vinh trấn đối với các thế lực nhỏ của điểm tập kết thì giang trì đã chào hỏi bọn họ từ lâu rồi những người này sẽ chỉ giữ thái độ trung lập không giúp đỡ bên nào cho dù như vậy thực lực của giang trì vẫn kém ngụy trấn trưởng một chút nhưng không giống như đối phương giang trì bên này có ngô minh ngô minh vốn không biết gì về chuyện này mãi đến gần sáng mới quay lại điểm tập kết vinh trấn hắn ta đương nhiên rất vui khi được thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp 2, chưa kể còn nhận được rất nhiều thứ tốt. Điều duy nhất khiến hắn ta có chút băn khoăn là khi chết ảnh ma và kẻ dưỡng thi có nhắc tới tổ chức. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một tổ chức cực kỳ hùng mạnh, nhưng mô Minh cũng không sợ, ở tân thế giới con người quá mong manh, có thể chết trong tay quái vật nơi hoang dã, hoặc có thể chết trong cuộc chiến với người khác. Điều duy nhất có thể tự bảo vệ mình là sức mạnh. Và điều này, Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết. Theo kế hoạch của Ngô Minh, hắn ta định rời điểm tập kết Vinh Trấn và đến điểm tập kết Sư Thành cách đó 200 cây số sau khi nhận được thẻ nâng cấp. PS, Sư Thành, Thành Sư Tử. Khu vực hoạt động chính trong cuộc đời cuối cùng của Ngô Minh là ở điểm tập kết Sư Thành. Mặc dù điểm tập kết Vinh Trấn không nhỏ, có 3 vạn hoặc 4 vạn người tị nạn trong các trại tị nạn ở ngoại vi. Nhưng so với điểm tập kết Sư Thành thì quả thật chưa là gì. Theo trí nhớ của Ngô Minh, dân số của khu vực Sư Thành đã lên tới hơn 1 triệu người, thậm chí có thể vượt quá 2 triệu người, là khu vực tập trung người lớn nhất trong bán kính hàng trăm cây số. Ngô Minh đã quen thuộc với nơi này và đương nhiên muốn phát triển ở đó, ngoài ra, vì gần đó là nơi tụ họp an toàn và lớn nhất nên anh có thể tìm hiểu về Lý Hạ và Lưu Bân. Sau khi Ngô Minh lái xe trở lại điểm tập kết Vinh Trấn với tâm trạng thoải mái, hắn ta lập tức cảm thấy bầu không khí căng thẳng khác hẳn mọi khi, người gác cổng của điểm tập kết nhìn thấy xe của hắn ta liền không mở cửa như mọi khi. Rõ ràng, có đại sự đã xảy ra. Bên ngoài điểm tập kết, Ngô Minh dừng xe lại và định xuống xe để xem xét. Lúc này anh mới chú ý thấy những người lính gác cổng bắt đầu xì xào sau khi nhìn thấy anh. Có hai người đã lên đạn chậm rãi nâng súng lên. Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 2, thị lực gấp nhiều lần người thường. Nhìn thoáng qua đã thấy manh mối lập tức kéo ra cửa xe, ngay sau đó đối diện những tên lính đang nâng súng xạ kích. Viên đạn xé gió mang theo tiếng rít xuyên qua thân xe ô tô bắn trúng đồ đạc trong xe văng tan tác khắp nơi, nhưng trên chiếc xe này chỉ có răng hàm và nhị nha, trên người chúng có trùng giáp cứng trắng nên đạn không thể gây tổn thương bọn chúng. Về phần ngô minh, hắn ta đã nhảy ra khỏi cửa xe đã mở lăn tròn một vòng, khi đứng dậy lần nữa trong tay đã cầm thanh phế thổ quân đao. Lần này ngô minh không mang súng ra ngoài, nếu có súng hắn ta có thể hạ gục những tên lính canh chỉ bằng vài phát. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng dễ dàng giết chết những người này, tốc độ của hắn ta hơn người thường gấp 5 lần, khoảng cách hơn 10 mét cũng gần như trong nháy mắt. Trước khi súng trường tự động của lính canh hết đạn, bọn họ nhìn thấy một bóng người lóe lên trước mặt, sau đó đầu bay lên độ cao hơn 1 mét, thi thể không đầu rơi xuống đất. Trong ba người lính canh, Ngô Minh giết bọn họ chỉ bằng một nhát chém, không một chút ướt ác bẩn thiểu nào, độ cứng và sắc bén của phế thổ quân đao thậm chí có thể cắt xuyên cả khối sắt thép, đừng nói đến ba đầu người. Ngô Minh biết lính gác cổng là người của Ngụy Trấn Trưởng, vừa nhìn thấy hắn ta bọn chúng liền bắn ngay. Điều này có thể nói rõ đây là mệnh lệnh của Ngụy Trấn Trưởng. Tiếng súng ở đây lập tức thu hút thêm nhiều lính canh, ở phía xa 20 vệ binh cùng 4 năm thức tỉnh giả chạy tới, trên chiếc xe bị bắn vỡ nát răng và hàm nhị nha xuống xe, sau đó xông tới giết đám người của Ngụy Trấn Trưởng theo lệnh của Ngô Minh một phút. Gần 30 người đều đã bị giết sạch, răng hàm và nhị nha quả nhiên là cùng sát nhân trời sinh, ngay cả thức tỉnh giả cũng không thể chống lại dù chỉ một chiêu. Thẻ bài thông thường của thức tỉnh giả không đủ mạnh và thực lực của bản thân cũng khiếm khuyết nên đương nhiên bọn họ không phải là đối thủ của răng hàm và nhị nha. Bây giờ đã bị xé rách da mặt nên ngô minh lười che giấu sức mạnh của mình, hắn ta triệu hồi A mổ cũng đã được thăng cấp lên sinh vật cấp 2 và đi về phía điểm tập kết đến khi ngô minh đi đến tòa nhà nhỏ của mình hắn ta đã rất tức giận giờ phút này tòa nhà nhỏ của hắn ta đã bị thiêu trụi biến thành đống đổ nát trong tòa nhà nhỏ này có rất nhiều thứ mà ngô minh dùng để nghiên cứu những thứ này hiển nhiên đã biến thành một đống tro tàn sự tức giận của ngô minh có thể tưởng tượng được còn có thích đình và diệp tử hân cả hai đều ở trong tòa nhà nhỏ trước đây chẳng lẽ cũng bị thiêu chết ngô minh cười lạnh nhưng nụ cười đầy sát khí Lúc này, một nhóm người trang bị súng ống vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Ngô Minh đội trưởng vội vàng lon ton chạy tới nói, Ngô lão đại, ngài đã trở lại. Người này lúc trước Ngô Minh đã từng gặp qua, là thủ hạ đắc lực của Giang Trì, từ người này Ngô Minh liền biết chuyện gì đã xảy ra, tòa nhà nhỏ bị văn bác, phụ tá của ngụy trấn trưởng phóng hỏa đốt cháy, trong khi đó thích định đưa dịp tử hân bất tỉnh trốn trong tầng hầm ẩn mới tránh được một kiếp. Trước mắt đã được Giang Trì đưa đến một nơi an toàn. Mặc dù hai người đều không có việc gì nhưng Ngô Minh biết mối thù này đã kết, chưa kể trước đó đối phương còn phái người đi săn giết hắn ta. Bây giờ Giang Trì và Ngụy Trấn Trưởng đã hoàn toàn trở mặt, toàn bộ điểm tập kết Vinh Trấn sắp đến một hồi gió tanh mưa máu, hai bên nhân mã đang giằng co nhau. Ngụy Trấn Trưởng hiển nhiên không ngờ Giang Trì có sức mạnh tiềm ẩn, nhất thời không thông tính được lực lượng của Giang Trì. Nhưng đồng thời, Giang Trì cũng đánh giá thấp thực lực Ngụy Trấn Trưởng, muốn đối phó với Ngụy Trấn Trưởng cũng rất khó. Vì vậy, cả hai bên đều không thể làm gì đối phương, chỉ diễn ra những cuộc đối đầu quy mô nhỏ, không dám nổ ra một cuộc chiến toàn diện. Nếu là như vậy, điểm tập kết Vinh Trấn sợ rằng sẽ bị phá hủy trong một sớm một chiều. Giang trì lúc này cũng có chút nóng nảy, đám người tròn điểm tập kết đều hoảng hốt, mọi việc săn bắn bình thường và một số sản xuất đều đã dừng lại, thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu kéo dài thì cho dù có thể nắm chính quyền thành công, hắn cũng sẽ không thể duy trì hoạt động bình thường của tụ điểm nhưng hiện tại hắn ta và ngụy trấn trưởng đều đã leo lên lưng cọp khó lòng leo xuống khi ngô minh đến đây giang trì vẫn đang đau đầu về kế hoạch tiếp theo lúc này cũng không dám ló mặt ra vì sợ bị ngụy trấn trưởng ám sát xung quanh có mấy chục thức tỉnh giả để bảo vệ bất quá đồng dạng bên ngụy trấn trưởng cũng đề phòng giang trì dù sao nếu chẳng may một trong hai chủ soái không cẩn thận chết đi thì cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ thua ngô ca huynh đến rồi à giang trì xoa xoa đầu vẻ lo lắng trên mặt không che giấu được hắn nghĩ rằng với thực lực của bản thân và ngô minh nhất định có thể đánh bại ngụy trấn trưởng nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến hóa giờ đây đang hình thành thế giằng co nghe nói hiện tại các ngươi ai cũng không làm gì được đối phương sao lại thế này ngô minh đối với giang trì có ấn tượng không tồi lúc trước còn phái người giúp hắn ta tiêu diệt bộ tộc nhện ngô minh còn hứa sẽ giúp hắn đối phó ngụy trấn trưởng hiển nhiên ngô minh không định thất hứa nói lời nhất định giữ lời Giang Trì biết Ngô Minh thực lực cường đại, nhưng Ngụy Trấn Trưởng không phải như Kim lão đại, muốn giết ông ta cũng không dễ dàng, nhưng hắn vẫn giải thích tình thế khó khăn hiện tại. Ngô Minh nghe vậy cười nhạt, nếu là trước kia thì hắn ta thật sự không có biện pháp, Ngụy Trấn Trưởng đang co đầu rút cổ, được hàng trăm người bảo vệ nên muốn giết đối phương gần như là không thể, cho dù phái răng hàm và nhị nha hoặc thậm chí tất cả những sủng vật của mình cũng không được. Nhưng bây giờ, Ngô Minh đã đủ tự tin để giết Ngụy Trấn Trưởng. Giang trì, lúc trước ngươi đã giúp ta, lần này ta sẽ giúp ngươi đối phó với ngụy trấn trưởng. Ngô Minh nhẹ giọng nói. Ngô ca, lần này khác với trước đây, ngụy trấn trưởng đã đề phòng và chỗ ẩn nấp thậm chí một con ruồi cũng không vào lọt, có hàng trăm người xung quanh bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Chỉ riêng thức tỉnh giả đã có hơn 50 người và tất cả chúng đều là những tay hảo thủ. Trừ phi khai chiến toàn diện nếu không thì không thể uy hiếp được đối phương. Giang trì không phải là chưa nghĩ tới ám sát, nhưng chuyện này gần như không thể thực hiện được ta nói giúp ngươi giải quyết vậy ta liền giúp ngươi giải quyết ngô minh nói xong cũng lười nói thêm xoay người rời đi anh đến gặp thích đình và diệp tử hân cả hai đều không sao cả người sau vẫn hôn mê trước đó ngô minh đã kiểm tra diệp tử hân này có lẽ là một thể chất đặc biệt bởi vì nàng vẫn hấp thụ nguyên khí xung quanh mình trong khi hôn mê sau khi trời tối ngô minh lấy áo choàng bóng tối khoác lên mình rồi đi về phía nơi ẩn náu của ngụy trấn trưởng đúng lúc này trong một tòa nhà vô cùng kiên cố ngụy trấn trưởng cùng nhiều thuộc hạ đang thưởng thức bữa ăn ngon lành lúc này tất cả thuộc hạ của ông ta đều đang tập trung tại đây thống nhất triển khai cuộc chiến với giang trì ông ta đang hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng ông đã liên lạc với tất cả mọi người ở một số điểm tập kết nhỏ khác gần đó và hứa hẹn cho bọn họ chỗ tốt kêu bọn họ phải người đến tham chiến chỉ cần có lợi thế về quân số liền có thể nhất cử hạ gục Giang Trì, đem cái tên giám xúc phạm uy quyền của mình hoàn toàn xóa khỏi cuộc chơi. Nghĩ đến điều này, Ngụy Trấn Trưởng cảm thấy phấn khích tột độ. Tới tới tới, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly kính Ngụy Trấn Trưởng, Giang Trì còn không tự mình tiểu một bãi soi xem bản thân có bao nhiêu đức hạnh mà dám tranh giành quyền lực với Ngụy Trấn Trưởng, cùng lắm là ngày mai sẽ là ngày tàn của Giang Trì. Trước tiên thuộc hạ xin chúc mừng Ngụy Trấn Trưởng quét sạch kẻ thù thống nhất Vinh Trấn. Văn Bác với tư cách là phụ tá của Ngụy Trấn Trưởng, tự nhiên đạt đến đỉnh cao kỹ năng vỗ mông ngựa, một câu nói đã khuấy động bầu không khí. Mọi người ở đây đều đang nâng ly chúc mừng. Quy tắc của tân thế giới là sức mạnh được tôn trọng mà Ngụy Trấn Trưởng lại nắm quyền sinh sát trong tay, đương nhiên những người này tôn kính ông ta như một hoàng đế. Từng, cũng trách ta lúc đó sơ suất, dưỡng hổ thành hoạn khiến gian trì ngày càng lớn mạnh. Nếu ngay từ đầu ta bóp chết từ trong trứng nước nhóm người này thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay." Ngụy trấn trưởng cười nói. "Tất cả những người có mặt ở đây đều là thủ hạ đắc lực của ông ta, người thường nhất định không được phép vào căn phòng này." Bên ngoài cứ năm bước một đội, 10 bước một trạm canh gác, phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, ở thời điểm mấu chốt như thế này hầu như tất cả những người có thể huy động đều đã bị điều đến. Có thể nói, ngay cả những sát thủ mạnh nhất cũng không thể vào đây. Nguyễn Trấn Trưởng chỉ còn đợi quân tiếp viện đến, liền có thể một lưới bắt hết đám người gian trì. Đúng rồi, đám hắc hổ đã xử lý mục tiêu như thế nào rồi? Tại sao ta không nghe thấy tin tức về việc hắc hổ trở về? Sau khi ăn một miếng gà rán giòn và mềm, Nguyễn Trấn Trưởng như nhớ ra điều gì đó liền tức giọng hỏi. Trấn Trưởng, kẻ mà đám hắc hổ định giết chính là Ngô Minh lúc trước sở hữu nô bột trùng nhân. Tên này là Cao Thủ nên đã phái sáu thức tỉnh giả đi xử lý. Đêm qua, khi Ngô Minh lái xe đi ta đoán là bọn họ nên biết phải làm gì. Ngụy Trấn Trưởng cứ yên tâm, đám người hắc hổ là những thức tỉnh giả mạnh mẽ nhất của chúng ta, kẻ đó chắc chắn đã chết rồi. Văn Bác cười đáp. Điều này thì chưa chắc. Một giọng nói trầm ấm đột nhiên cất lên, ngay sau đó hai tên thị vệ duy nhất có súng ngã xuống đất không một tiếng trên, cổ bị vũ khí sắc nhọn đâm thủng, sau khi ngã xuống đất, máu mới tung tóe phun ra. Người nào? mọi người đang ngồi trên ghế đại kinh thất sắc lập tức đứng lên bởi vì ngụy trấn trưởng sợ thuộc hạ làm phản nên không được phép mang theo vũ khí khi ở bên cạnh nhưng phần lớn những người này đều là những người đã thức tỉnh lúc này mỗi người rút thẻ ra và một số còn lại cầm dao ăn nắm trên tay có thể ở tân thế giới hô mưa gọi gió sao có thể là một nhân vật bình thường chỉ có điều lần này bọn họ thực sự kinh hồn tán đảm mới vừa rồi không nhìn thấy bóng hình nào thật sự là vượt quá khả năng chịu đựng của bọn họ lòng bàn tay của mấy người đã toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ có ma hay không. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện từ không trung, thanh niên này mặc áo tròn đen và cầm một thanh đao đẫm máu, chính là Ngô Minh, người đã lẻn vào hang ổ của Ngụy Trấn Trưởng với sự trợ giúp của chiếc áo tròn bóng đen. Bên ngoài có hàng phòng thủ như vậy cho dù có mấy trăm người mảnh công cũng không thể tiến vào, nhưng Ngô Minh có áo tròn đêm tối chỉ cần cẩn thận một chút liền đi vào như chỗ không người. Bây giờ, hắn ta đang ở trong và sẵn sàng giết người ngụy trấn trưởng trí nhớ rất tốt nhìn thoáng qua đã nhận ra ngô minh là cao thủ bên cạnh giang trì nhưng ông ta trăm triệu lần không tưởng được vẫn còn đánh giá sai thực lực của đối phương đối phương đã ở đây tức là hắc hổ và vụ ám sát của họ đã thất bại nghĩ đến hắc hổ bọn họ đều vô thanh vô tức bị xử lý ngụy trấn trưởng cảm thấy trong lòng có chút run rẩy mặc dù lúc này trong phòng có rất nhiều người nhưng hiển nhiên không ai trong số họ là đối thủ của người này. Huynh đệ, lúc trước là ngụy mổ ta mắc mù đắc tội ngươi, hiện tại ngươi nói gì thì ta cũng đồng ý, muốn gì thì ta cũng cấp cho, có chuyện gì từ từ nói. Ngụy trấn trưởng giả bộ bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn cái đầu của ngươi. Ngô Minh cũng lười nói nhảm với đối phương, phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ rất phiền phức nếu thủ vệ bên ngoài biết được. Nói xong, hắn ta triệu tập A mổ trực tiếp lao lên. Ngô Minh phối hợp với A Mổ có thể dễ dàng giết tất cả những người trong căn phòng này, những người này có thức tỉnh giả lợi hại nhất cũng chỉ triệu hồi ra hai con chó săn đầu béo mà thôi. Những con chó săn đầu béo chỉ có thể được coi là sinh vật bình thường trong số các sinh vật cấp 1, mà A Mổ đã là sinh vật cấp 2 lập tức xé toạc cổ họng của chúng trong vòng chưa đầy 3 giây. Những gì tiếp theo là một cuộc tàn sát từ một phía. Trong số đó, một người đàn ông trung niên tên Văn Bác thậm chí còn tè ra quần quỳ xuống lạy Ngô Minh nhưng hắn ta vẫn bị a mổ cắn chết chẳng bao lâu hơn một chục người bao gồm cả ngụy trấn trưởng trở thành những cái xác nằm trên mặt đất tiếng đánh nhau hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của thủ vệ ở cổng ngoài ngô minh nhìn thi thể trên mặt đất rồi khoác áo choàng đêm tối truyền nguyên khí vào sau đó đi vào trạng thái tàn hình cánh cổng bị thủ vệ đập mở ngô minh nhân cơ hội bình tĩnh bước ra khỏi cánh cổng đã mở nhìn thấy đám người hỗn loạn dọc theo đường đi tự nhiên bọn họ cũng không phát hiện ngô minh đã vô hình đi ra với nguyên khí hiện tại của ngô minh hắn ta chỉ có thể chống đỡ trong nửa canh giờ phải nói tốc độ dẫn truyền nguyên khí càng thấp vật phẩm tiêu hao càng nhiều nguyên khí nhưng dù vậy cũng đủ để chống đỡ ngô minh đi ra ngay cả bản thân ngô minh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy không ngờ thuộc hạ cốt cán của ngụy trấn trưởng đều tập hợp lại với nhau để cho chính mình nhất cử diệt sạch bây giờ đối phương như rắn bắt đầu sẽ nhanh chóng hoàn toàn tan vỡ đến lúc đó chỉ cần giang trì quy mô trấn áp sẽ hoàn toàn có thể chiếm lĩnh vinh trấn sau khi nhận được tin tức về thành công của ngô minh giang trì đã phát động tấn công không chút do dự ngô minh không nói cho hắn biết hắn ta đắc thủ như thế nào về phần áo choàng đêm tối chính là ác chủ bài của ngô minh đương nhiên phải giữ bí mật nhưng giang trì tin tưởng vào năng lực của ngô minh lão đại ngô lão đại thật sự đã ám sát ngụy trấn trưởng sao ngài phải biết rằng nơi ngụy trấn trưởng ẩn náu được bởi hàng trăm người bảo vệ trừ khi tổng tấn công bằng vũ lực nếu không sẽ không thể giết được đối phương cái này phỏng chừng có gì không đúng cứ cường công như vậy chẳng phải là đi tìm tử lộ sao một tên thuộc hạ của giang trì lúc này dấy lên nghi ngờ trong lòng giang trì tuy rằng thoáng hiện lên một tia do dự nhưng nhanh chóng bị một cổ kiên định thay thế không sao nếu lần trước ngô ca không giúp chúng ta thì chúng ta đã bị kim lão đại thôn tính từ lâu ta tin tưởng vào thực lực của huynh ấy. Chỉ cần thông tính được thế lực của Ngụy trấn trưởng, chúng ta sẽ có vinh trấn, cho nên mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Giang Trì có mạng lưới tình báo của riêng mình, cho nên hắn ta đương nhiên biết Ngụy trấn trưởng đã bí mật liên lạc với các cao thủ từ những điểm tập kết khác, nếu để đối phương đến thì phiền toái lắm. Vì vậy, bây giờ hắn ta chỉ có thể chọn đánh cược một lần. Chỉ đến khi Giang Trì cùng với người của mình chạy tới hang ổ của Ngụy trấn trưởng, lúc đó mới biết mọi chuyện đã rối như tơ vò không cần đánh người của ngụy trấn trưởng cũng đã tan tác bôn đào lúc này giang trì mới biết ngô minh quả thực đã thành công chỉ sau khi bắt được người để thẩm vấn hắn mới biết lần này không chỉ có ngụy trấn trưởng chết mà còn bao gồm tất cả thành viên cốt cán của ngụy trấn trưởng nghe xong tin tức phản ứng đầu tiên của giang trì chính là khiếp sợ giang trì cũng là một nhân vật kiêu hùng lập tức nhận ra đây là cơ hội lớn lập tức điều động toàn bộ thành viên của mình sáp nhập và hợp nhất các lực lượng và lãnh thổ của Ngụy Trấn Trưởng. Chỉ trong hơn 3 giờ, quyền kiểm soát Vinh Trấn đã hoàn toàn rơi vào tay hắn ta. Từ đầu đến cuối, Giang Trì đều cảm thấy mình như đang nằm mơ, có thể nói là hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn biết rằng mình còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo, việc tiếp quản Vinh Trấn mang lại quyền lợi to lớn nhưng đồng dạng cũng phải gánh vác trách nhiệm Muốn duy trì hoạt động của tụ điểm thì phải tìm mọi cách kiếm thức ăn để nuôi sống người dân nơi đây, đồng thời phải luôn đề phòng những cuộc tấn công từ quái vật ngoài tự nhiên. Phải mất 3 ngày, Giang Trì mới kiểm soát toàn bộ mọi mặt của Vinh Trấn. Vào lúc này Ngô Minh cũng dự định rời Vinh Trấn đến sư thành cách đó 200 km. Nghe tin Ngô Minh rời đi, Giang Trì có thể nói là có cảm xúc lẫn lộn. Vui mừng là thực lực của Ngô Minh đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nếu sau này Ngô Minh muốn nắm quyền chẳng phải dễ dàng tiêu diệt chính mình sao? Tuy rằng khả năng này khó xảy ra, nhưng theo hiểu biết của Giang Trì đối với Ngô Minh, đối phương càng chú ý đến việc nâng cao thực lực của bản thân. Đáng lo ngại là khi Ngô Minh ra đi, hắn sẽ mất đi một hậu thuẫn vững chắc trong tương lai. Lúc này, xe của Ngô Minh đã được đổ đầy dầu, trên xe còn có một thùng xăng hơn 20 lít, đủ cho chiếc xe địa hình này chạy năm 500 km không có vấn đề gì. Thích Định nhìn Ngô Minh đang chuẩn bị lên xe với ánh mắt phức tạp. Thành thật mà nói, cô và Diệp Tử Hân có thể sống sót được hay không tất cả đều dựa vào Ngô Minh, bản thân cô không sao cả, riêng Diệp Tử Hân nếu như không có Ngô Minh chăm sóc, đến bây giờ nàng đã chết vì bệnh tật. Nhưng hiện tại Diệp Tử Hân mặc dù đã bình phục nhưng vẫn còn hôn mê. Tuy Ngô Minh nói với cô rằng đây có thể là chuyện tốt, bởi vì trong khi Diệp Tử Hân hôn mê, cơ thể vẫn tiếp tục hấp thụ nguyên khí xung quanh, nhưng Thích Định vẫn rất lo lắng ta sẽ đến sư thành. Nếu cô Diệp tỉnh lại, cô cũng có thể đến sư thành để tìm ta. Dù cô có ở lại đây cũng không có vấn đề gì, thời điểm ta muốn đi thủ đô thì sẽ tìm các cô. Ngô Minh vẫn chưa quên viên Ngọc Bích có thể làm cho A mổ tiến hóa, nhưng hiện tại hắn ta không thể đi thủ đô xa xôi như vậy. Hai người phụ nữ này ở lại Vinh Trấn sẽ được Giang Trì chăm sóc dùng cho hắn ta, còn mặt khác Ngô Minh lại không nghĩ nhiều. Mười phút sau, Ngô Minh đã lái xe trên tỉnh lộ, ở khoang sau răng hàm và nhị nha thành thật ngồi ở đó còn a mổ thì ngồi xổm trên ghế phụ lái tò mò nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ xe bây giờ đã là giữa tháng 3, mọi thứ đang khôi phục cảnh vật bên ngoài tự nhiên đẹp đẽ không có sự ô nhiễm hư hại do con người gây ra có thể nói khắp nơi đều tràn đầy sức sống thực vật đột biến do nguyên khí có ở khắp mọi nơi thậm chí có nơi còn tạo thành một khu vực giống như rừng cây ngoài ra còn có nhiều loại quái vật khác nhau đôi khi Ngô Minh phải cho răng hàm và nhị nha hoặc A mổ ra ngoài để giải quyết những con quái vật chặn đường, tất nhiên tốc độ của hắn ta không nhanh hơn bao nhiêu. Theo ước tính của Ngô Minh, hắn ta sẽ mất ít nhất 4 hoặc 5 ngày để đến Sư Thành, bởi vì một số khu vực bị những sinh vật mạnh mẽ chiếm đóng nên chỉ có thể tránh trên đường đi. Việc này vốn đã rất nhanh, nếu không có xe ước chừng phải hơn một tháng. Sau khi lái xe với tốc độ hơn 50 km trong hơn 10 phút, con đường đã bị chặn bởi nhiều phương tiện khác nhau xung quanh có rất nhiều xác chết nằm rải rác chỉ còn lại bộ xương bên đường một vài con thiết nha lan đang cắn xé xác của một con lợn rừng có gai chết lâu ngày những con thiết nha lan này có đôi tay cực kỳ nhạy bén khi ngô minh phát hiện ra chúng thì chúng đã nghe thấy tiếng động cơ và bắt đầu phát ra những tiếng hú khác nhau gầm rú về phía xe của ngô minh vì con đường phía trước đã bị phong tỏa ngô minh không có ý định xung đột bất kỳ nào với đám thiết nha lan này một con thiết nha lan thì không là gì nhưng điều đáng sợ nhất của thiết nha lan chính là số lượng của chúng một khi bị sói bao vây thì ngay cả ngô minh hiện tại cũng không thu được bao nhiêu lợi ích ngô minh quay tay lái lái xe lên đường đi dọc theo bãi cỏ hoang đi một đoạn đường gồ ghề lại nhìn thấy con đường có thể nói những chuyện dừng xe như thế này thường xuyên xảy ra trên đường đi có khi chẳng tìm được đường chỉ cách xa cả chục cây số mới có thể tìm được đường đi vì vậy Ngô Minh đi chưa được một phần ba đoạn đường cho đến khi trời tối, nhưng theo ý của Ngô Minh, tốc độ như thế này đã rất nhanh rồi. Ban đêm lái xe ở một cánh đồng xa là quả thật vô cùng kinh hải, lúc này Ngô Minh đã xâm nhập vào khu vực tụ tập của quái vật, chỉ vài giờ trước Ngô Minh đã gặp phải một con sâm lâm nhuyễn trùng. Con sâm lâm nhuyễn trùng dài hơn 30 mét, dày hơn thùng xăng, khi đó Ngô Minh đã tận mắt chứng kiến con quái vật dễ dàng nuốt chửng một con hổ mang chúa với cái miệng đầy răng sắc nhọn phải biết hổ mang chúa là tồn tại cấp trên của sinh vật cấp 2. Cho dù răng hàm và nhị nha cùng đi lên cũng không có khả năng giết được nó. Nhưng một con quái vật như vậy gặp sâm lâm nhuyễn trùng lại bị nuốt chửng ngay lập tức, miệng lớn của sâm lâm nhuyễn trùng có thể tạo ra sức hút vô cùng đáng sợ, thậm chí cả cây to cũng có thể bị nhổ bật gốc. Ngoài ra, nó có thể ngay lập tức phun ra một làn sóng không khí qua hàng trăm lỗ khí trong miệng, giống như một khẩu đại bác, đủ để đập một chiếc ô tô thành nhiều mảnh. Lớp da mềm mại có thể chịu được đạn đại bác và khả năng sống sót ngay cả khi nuốt phải nham thạch đã tạo nên vị thế uy lực vô song của loài sâm lâm nhuyễn trùng. Mặc dù sâm lâm nhuyễn trùng cũng thuộc về sinh vật cấp 3, nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, nó có sức mạnh của sinh vật cấp 4. Ngô Minh hiện tại đương nhiên sẽ không trêu chọc tồn tại cấp độ này, cho nên lựa chọn của Ngô Minh là cách xa khu rừng. Ngô Minh phải đi một đường vòng rất xa, rõ ràng là oan uổng nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu một con sâm lâm nhuyễn trùng xuất hiện ở điểm tập kết vinh trấn, nó thậm chí có thể quét sạch hoàn toàn điểm tập kết khỏi bản đồ. Đây là nỗi kinh hoàng của tân thế giới. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã từng nhìn thấy những sinh vật đáng sợ và mạnh hơn cả sâm lâm nhuyễn trùng, dễ dàng tiêu diệt một điểm tập kết 10 vạn người, chỉ những điểm tập kết hơn 10 vạn người mới có khả năng chống lại. Bởi vì càng có nhiều người thì càng có nhiều thức tỉnh giả và càng có nhiều thức tỉnh giả thì càng có thể xây dựng được hệ thống phòng thủ vững chắc và mạnh mẽ hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sư Thành là nơi tập hợp hùng mạnh nhất gần đó, có hàng triệu người, lúc này số thức tỉnh giả ở đó chắc chắn vượt quá hàng chục nghìn, và mỗi ngày con số này sẽ tăng lên. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ, khi đang nhấm nháp miếng bánh mì ngon lành thì trong màn đêm xa xăm truyền đến một tiếng súng rất chắc chúa. Người đầu tiên phản ứng là A Mổ đang cuộn tròn bên cạnh Ngô Minh, nó bay lên ngay lập tức một đôi đồng tử như ngọc bích nhìn chằm chằm vào một hướng trước mặt nó ngô minh cũng từ dưới đất ngồi dậy hiển nhiên cũng rất kinh ngạc ở nơi hoang vu như vậy lại còn là ban đêm chính mình còn không dám đốt lửa vì sợ thu hút quái vật làm sao có người dám bắn quả thật là chán sống rồi tất nhiên còn có một khả năng khác có người đang gặp khó khăn dẫu biết rằng bắn súng sẽ thu hút quái vật nhưng vẫn phải bắn vì nếu không bắn nhất định không thể sống nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha